bật cái like lên, cô không có sống nữa, cô chỉ thấy cái đấy thôi. Hình như cái live stream đẩy vô sốt hơn đúng không? Hello mấy chị nha. Hello chị Duyên Giao này, hello mấy chị nha. Hello chị Thanh Hồng Du Lê ha. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác với cả nhà ơi. Hôm nay em xả bom nha, live này chị xả bom thôi nha mấy chị nha. Rồi tương tác lên nha mấy chị nha. Mấy chị ơi, em có đăng lên Facebook đó cả nhà ơi. Em đi khám bệnh nên là đơn tối thứ hai sẽ gom đơn của hôm nay, ngày mai đi đơn nha mấy chị nha. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi, em có báo đó cả nhà là em sẽ gom like cho mình hôm nay nữa, ngày mai em mới đi nha mấy chị nha. Ok chị Thanh Dung Lê ha. Rồi mấy chị ơi, tương tác vô dùng cho em đi cả nhà ơi. Hôm nay em xả bom nha. Xả rất là rẻ luôn á cả nhà. Thật sự luôn á, nhìn hàng bom nha mấy chị nha. Từ đợt đó tới giờ bưu điện nó mới trả hàng bom á cả nhà. Chị nào vào rồi chấm chia sẻ like cho em đi mấy chị ơi. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tương tác đi cả nhà. Rồi hàng bom đẹp lắm luôn á cả nhà ơi. Áo khoác nè. Rồi đồ bé nè mấy chị. Nhiều lắm cả nhà ơi. Cái này là nhà em đã của chị em xả rồi chị Liễu Liễu ơi. Đây nè. Nhà em đã cắt sẵn ra nha mấy chị nha. Và có hai cái bao bom to như thế này thì nhà em mới để lại thôi. Còn lại những cái hàng bom mà bao nhỏ đó là nhà em sẽ gỡ ra như thế này. Đó. Xem nhau thì không có hàng nữa bạn. Tạ Phương Thí nè. Hả? Nó đi không đi mà. Để lại đó hàng bom về mà làm. Cái bom này cục sai. Nguyên Phan nữa này. Nguyên Phan 917 này. Rồi đồ bé cũng bom này, áo khoác cũng bom này mấy chị. Hôm bữa ý là em để lâu quá em ơi, ý là hàng em bữa nay chị nào bên em chốt ngày mai mấy chị lấy chiều đó mấy chị lấy gì giúp em không? Đồ chị bán mà em để nguyên 2 tuần em không biết lấy, nhân viên chị điện 3 lần rồi không biết lấy, xong rồi em tới lấy là lúc đó nhà chị xả ra rồi em. Phạm Thị Thanh Hải áo khoác này cả nhà, áo khoác chống nắng này hết sạch trong kho, chị nào cũng hỏi áo khoác mà đâu có áo khoác đâu. Có cả đồ bé này, có cả quần ngố này mấy chị. Đồ bé cũng có này. Đồ bé chị gì đây? Nguyễn Minh Hương này. Trời ơi mấy bà ác ngon thiệt luôn á. Nè. Đồ bé này mấy chị. Quần Trần Văn Vy này. Trần Nguyên 839 này, khách cũ khách mới đi. Ê, có nhiều đơn nha mấy bà, mua của nhà em nha, mấy năm chờ luôn, xong á một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên bà bom em á, hoặc là lý do vì đó mấy bà không nhận được hàng ấy, xong cái hết chỗ mua đồ rẻ luôn. Nha mấy chị nha, một ngày đầu đẹp trời nào đó tự nhiên cái bom hàng mấy bà, xong cái không thấy nha, không thấy lâu, xong cái vô lại nha mấy chị nha. Lúc đó là nhà em đã lưu vào bom hàng rồi nha mấy chị nha, hàng hoàng như về như thế này là nhà em cắt ra mấy chị nha, ngày mai là nhà em sẽ lọc hết, nhà em sẽ lưu vào bom hàng nha mấy chị nha. Rồi chúng ta tương tác đi cả nhà ơi, nhiều hàng đẹp lắm ấy. Nguyên Bùi Thị nè, có nhiều khách quen lắm nha. Kiều Phương nè, Ly Luna nè, Ly Luya nè. Rồi chấm bài tương tác đi cả nhà ơi. Dạ đúng rồi mấy chị ơi. Đồ bé chắc là hãy gần like rồi đó cả nhà. Nó về tới tới cửa khẩu bên mình rồi cả nhà. Tầm khoảng chắc là ngày mai hay ngày mốt gì đó là nó sẽ về kho em nha. Nguyên Khoan, cái set này đẹp lắm này cả nhà. Rồi xem like chấm bài tương tác đi cả nhà ơi. Xem like chấm bài tương tác nha. Nhiều hàng đẹp lắm. Thì tôi chị mấy cục lên. Này có cả mấy chị nhìn hàng nha. Có cả hàng 300, hàng 250, hàng 220 này kia nhiều lắm. Đây này. Hàng nữa mấy chị. Và nhà em đã cắt sẵn lên. Tại vì like như vậy cho nó nhanh đó cả nhà. Nhưng mấy chịu nha. Hãy đỡ rồi chị. Trúng thuốc nên là uống hết liền. Rồi tương tác lên nha mấy chịu nha. Rồi tương tác vô nha mấy chịu nha. Chia sẻ like dùng cho Hải với. Tương tác lên nha mấy chịu nha. Hôm nay đẹp lắm luôn á cả nhà ơi, tương tác lên nha mấy chị nha, chia sẻ like dùm cho Hải với. Hàng dưới này đây mấy chị. Cái này là toàn bộ là một á. Hôm bữa đặt 2 món chung like, áo dài cây quần. Ủa.
không phải đâu. Một là không phải đâu cả nhà ơi, nó không phải là chung like đâu, mà nhiều lúc là đơn, ví dụ như là qua đơn thứ hai đi là tối thứ hai mấy chị chọn lại, mấy chị cứ nghĩ nó là chung đơn, nhưng nhà Hải không bao giờ nó chung đơn nha mấy chị nha, tại vì nhà em đi hết đơn rồi nhà em mới làm like lại đơn mới, chứ nhà em không có like liên tục như người ta nha mấy chị nha. Ví dụ như tối thứ hai em like đúng không, là ngày thứ ba em like đúng không, là thứ tư nha mấy chị nha, là trong cái ngày thứ tư đó em nghĩ cho mấy chị là một ngày đúng không, xong nhà em làm đơn hết cho mình luôn rồi tối thứ tư em mới bắt đầu like lại nha mấy chị nha. Có nghĩa là tối thứ tư em mới like lại, xong em sẽ gom cho mình tới ngày thứ năm nha mấy chị nha, xong cái ngày thứ sáu là em nghỉ nha mấy chị nha, tới tối thứ sáu em mới like lại cho mình, thì nó sẽ không có chung ha, nó chung một ngày nhưng mà cái ngày đó nhà em đã đi đơn xong rồi nhà em tối em mới like lại cả nha, chứ em không có like liên tục như các kho khác nha mấy chị nha, không có like ví dụ như là ngày nay like xong rồi ngày mai đi đơn, nhưng mà em vẫn like bình thường, có nhân viên làm đơn nha mấy chị nha, nhưng không có đâu cả nhà. Nhiều lúc mấy chị cứ nghĩ là nhà em sao một like mà sao không đi đơn mà phải kia ra, nhưng mà không bao giờ nhà em trùng like cả nhà nha mấy chị. Hoặc là cái món đó mình không có gì đâu Phan Nguyễn á, hoặc là cái hàng đó mình không có, chứ không phải là nhà em chia ra mà đi đơn nhiều để tốn tiền ship cho khách đâu, không bao giờ như vậy luôn á cả nhà nha mấy chị nha. Rồi tương tác lên nha mấy chị nha, hàng này đó mấy chị thấy không, như thế này đây mấy bà ơi, mà mấy bà lỡ lòng nào bà bom hàng, không phải là bom nữa, nó có nhiều lý do lắm cả nhà. Một ấy là mình không nghe máy nè, hai là ví dụ như bưu tá người ta phát 2-3 lần mà người mình không có ở nhà nè, ba là từ chối nhận hàng nè, bốn là không có tiền nhưng mới chịu nha. Có chung là ví dụ như mình vừa cái kiểu như là mình có bao nhiêu thì mình mua nhưng mới chịu nha, còn không thì thôi cả nhà ơi, đừng có mua quá sức nhưng mới chịu nha, mua xong rồi tới lúc bưu tá tới không có tiền cả nhà, không có tiền nhận hàng xong rồi bom hàng của em nhưng mới chịu nha nha cả nhà nha. Rồi tương tác lên nha mới chịu nha, tương tác dùng cho Hải nha mới chịu nha. Rồi bắt đầu Hải sẽ lên hàng nha mới chịu nha. Đây nè, ba hàng này các bà nhìn nè, toàn hàng là đây 180 nè, 170 nè, 170 nè. Đơn đi rồi chị Long Phan Nguyễn nha, đơn 184 đi rồi chị. Upline nè, cái đơn này là chốt nhiều quá không có tiền nhận nè, 220 nè, upline nè. Rồi Nguyễn Thục Vũ 2 cục không có tiền nhận. Rồi tương tác nha mới chịu nha, bữa nay chị nào mà khách lẻ hay khách quen gì cũng vậy, chốt nhiều quá cọc đi. Rồi tương tác nha mới chịu nha. Em cảm ơn chị Kim Bằng ha. Rồi lên nha mới chịu nha, lên hàng ha. Rồi ghi dùm em con này size S đi cả nhà ơi, 180.000 em tặng mấy chị 99.000 đi nha mới chịu nha, cái này 99.000 nha mới chịu nha. Rồi ghi dùm cho em mã dùm cho em, lên liền cho em mã A1 99.000 size S dùm em. Mã A1 99.000 lên giúp em ạ. Cái này mấy chị mua ngồi 350.000 em nói thiệt luôn á, em like 170 là hàng nhà em là hàng. Sếp A1 với em 99.000 chia sẻ like chấm bài tương tác lên giúp em đó chị ơi. Rồi lên liền cho em A1 bao nhiêu 99.000 cho chị Ivana ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A. A2 dùng cho em tặng mấy chị 99.000 luôn. Lên liền cho em mã A2 99.000. Rồi cái set này đẹp lắm á cả nhà ơi. Em hay là để lại ta. Bữa nay là này mấy chị này. Áo là áo nha mấy chị nha, áo của nó là vải mấy chị mang hè á, nó mát lắm nha. 170 nè, tặng mấy chị luôn 99.000. Sếp mã A2 lấy cho em 99.000 cho nó bi. Rồi cái này em có cho mình siêu phẩm nè mấy chị. Siêu phẩm này em nhận đơn size M nha, em có một con mấy chị ơi. Hôm nay chỉ xả hàng bom thôi nha mấy chị nha, nhiều lắm, phải nói thiệt luôn á cả nhà. Hãy đi khám bệnh mà bưu điện nó chở xuống 2 bao cả nhà ơi. Nè, size M nè, em tặng mấy chị luôn 99.000 luôn. Lên liền cho em mã A3 99.000 size M. Lên liền cho em mã A3 dùng cho em. Đây nè, nhìn dùng cho em chất này cả nhà. A3 nha mới chịu nha, 99.000 size mồ dùng cho em con này đẹp lắm. Tại vì hàng này toàn là hàng mà A3 trần lưu 99.000. Hàng đất không có cả nhà, không có hàng giá rẻ đâu cả nhà ơi. Xem lên gì của ăn chấm mà tương tác lên cho em cái gì ạ. Lên liền cho em tặng mấy chị con này nốt luôn, 79.000 luôn nè. Rồi lên liền cho em mã A4 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã A4 nha, 55kg đổ lại mang vừa luôn, tặng mấy chị luôn 79.000. A479.000 lên giúp em, A3 em hết rồi. Hàng bốn ổ nó có một con mấy chị ha. Hàng bốn nó chỉ có một con thôi cả nhà. A479.000 giúp em hết mới mà kèm sớm thôi giúp em ạ. Con này đẹp lắm á khách ơi. A4 Nguyên Phương 319.79.000. Này 180 nè mấy chị ơi. 180 nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A5 dùng cho em. A5 này em tặng mấy chị 99.000 say mồ luôn. Hết mới gì giống mã kèm sớm thôi lên giúp em ạ. Trời cái con này nó đẹp lắm mấy bà ơi. A5 nha. A5 say mồ dùng cho em. A5 say mồ nè. Chị Thu Nguyễn này mua hàng khó lắm nha. A5 lên giúp em 99.000 cho Loan Ngô nha, mua hàng sale mà mấy bà ơi, nó bị dơ một chút xíu mấy bà cũng gửi lại hả. Ưng thì ưng hàng sale mà khó tính lắm mấy bà ơi nha. Nè, rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em, buôn bán hoan hỉ nhau cả nhà ơi.
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em cũng bán hàng sale thôi cả nhà ơi nha. Rồi kiếm phẩm như thế này 300 mấy ngàn, 400 mấy ngàn. Em làm gì rớ nổi đâu đúng không cả nhà ơi, đây nè. Nhiều lúc mấy bạn đi lấy sỉ hàng Ninh Hiệp bạn không biết mà nó dơ một chút xíu xìu xìu thôi chưa mà anh. Rồi nó dơ một chút xíu xìu xìu thôi mấy bạn cũng bảo là gửi lại này kia mấy chị, nhưng mới chịu nha. Trong khi đó nhiều lúc nha xả lỗ 5-60 ngàn, 7-80 ngàn luôn. Rồi em ấy. Rồi lên liền cho em qua mã luôn nha, A8 dùng cho em nè. A8 size M nha, 99 ngàn. Lên liền cho em mà A8 size M 99 ngàn dùng cho em. A8 lên em 99 ngàn đi ạ. Rồi dùng cho em 99 ngàn. Lên mặt A8 giúp em mấy chị không? A8 99 ngàn lên giúp em rồi. Thì con này em like cho mấy chị 180 nè. 180 nha mới chịu nha, nhưng mà em A8 gì trơn trơn. Em khẳng định nha mới chịu nha, trên thị trường mấy chị mua tệ nhất nó phải rơi tầm khoảng 500 ngàn nha. Em không nói dốc mấy chị luôn á, 500 nha mới chịu nha, đây nè. Mà nhiều lúc em like nha mới chịu nha, nó bị dính một chút xíu 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 ở đây không? Hay là nó dơ một chút xíu thôi mấy bà ơi nha. Để bà đã báo Hải ơi lỗi rồi, trong khi đó Hải kêu là hoan hỷ chị ơi giặt dùm em nha. Không, em không mặc được, thôi nha mấy bà nha, từ đó mình xa cách nhau nha mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A mấy. Rồi lên liền cho em mã A9 dùng cho em nè. A9 nha, em xả mấy chị luôn. 99 ngàn size S thôi. Con này S nhưng mà SM mang được đó cả nhà. Nó đẹp lắm, nó đẹp khủng khiếp luôn á. A9 lên cho em 99 ngàn cho ánh mai. Mấy chị nhìn nè. Trời ơi nó đẹp mà. Đẹp ơi là đẹp luôn á cả nhà ơi. Nè, một con hàng upline nè cả nhà nè. Nha mấy chị nha, upline dùng cho em nè. 220 nha. Upline 220 em xả mấy chị luôn. Em xả mấy chị 150 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy. A10 dùng cho em. Lên liền cho em mã A10 dùng cho em. Lên liền cho em mã A10 nha cả nhà nha. A10 dùng cho em này. Tặng mấy chị luôn 150 ngàn. A10 lấy cho em 150 ngàn. Mấy chị nghe em báo giá trước đó mấy chị. A10 150 với em. Mấy chị ơi từ từ em báo giá đã lên nha mấy chị nha. A10 lăng chi 150. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 11 dùng cho em. Lên liền cho em mã 11 nha cả nhà nha. 11 dùng cho em này. Lên liền cho em mã 11 đi cả nhà. 11 nha mấy chịu nha. 11 này là size M dùng cho em, tặng mấy chị 99 ngàn nha. Cho 11 đẹp lắm nha. 11 này đẹp lắm luôn. 11 lên cho em 99 ngàn đi ạ. 11 nè bây 99 ngàn. Tài hàng đẹp không à. Cái này 170 100. Tài hàng 170 180 luôn thầy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 12 dùng cho em, tặng mấy chị cái bộ này 89 ngàn luôn. Mẫu hàng bô nó có một con thôi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 12 dùng cho em 89 ngàn. Đừng lên trước mã mấy chị ơi. Rồi lên liền em mã 12 89 ngàn. 12 tổng số cầu. Rồi áo này em có 3 cái 3 màu này cả nhà. Em tặng mấy chị luôn 39 ngàn một con. Bữa nay là hợp lý rồi đúng không? Hợp lý nha mấy chị nha, hút luôn 3 cái về may luôn đi. Mà đóng chưa? Đừng lấy một con nha mấy bà ơi. Mà đóng chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Em bông bông ơi, cái này chị không có nhạc sĩ đâu mấy bà. Ăn gì không với mấy bà. Người ta đang báo xả bô mà, cọc mà. 13 lên giúp em 39 ngàn ạ. Người ta đang xả bô mà cọc mà lấy sỉ gì mấy chị ơi nha. Xả bô có 1 cái rồi mấy chị ơi. Hàng lỗ sắp mặt lờ luôn mà sỉ gì nữa mấy bà. Hàng này em không có sỉ mấy chị ơi, em đang sợ hàng bô mấy chị ơi. Nhiều bà nghĩ như thế này là bán giá sỉ mấy bà ơi. 13 lên cho em 39 ngàn ạ. Em có khi nào mà em câu like đâu cả nhà. Em tính em là không bao giờ câu like nha. Em xả bô là em xả bô nha mấy chị nha. Chứ không phải là em like hàng bô 13, 39 ngàn 3 cái thường phi. Mà em đăng lên là em like là em ghi là em xả bô đâu cả nhà. Hôm nào em like hàng mới là em sẽ báo like hàng mới nha mấy chị nha. Nha cả nhà nha. Hôm nay em like hàng bô là em xả bô là mỗi cái em xả lỗ 70 ngàn cả nhà. Nhưng mới chịu nha. Thì mấy bà cọc sỉ thế làm cái gì? Cọc sỉ rồi không chốt được. Hoặc là xong rồi bà chốt được 10 cái, xong rồi bà hỏi Sải ơi sao không tính sỉ, trong khi đó bán lỗ rồi mà sỉ gì nữa. Nha cả nhà nha. Nên là cái này xả bôm là xả bôm cả nhà ơi. Sao em mồ dùng cho em ha. Em nói thẳng như vậy để cho nó khỏi mất lòng nhau nha mới chịu nha. Chứ còn kiểu như em xả bôm mà cọc sỉ làm cái gì cả nhà đúng không? Đang xả bôm mà có một cái thôi. Size M dùng cho em 99 ngàn. Mã mấy em? 14 dùng cho em. 14 này đẹp lắm. 189 ngàn nè. 14 lên cho em 99 ngàn đi ạ. 14 dùng cho em ha. Size M dùng cho em. Tay rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cái cổ nó nha mới chịu nha. Cái cổ rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Ok chị bông bông á, chị nào chọn nhiều thì cọp với em thôi mấy chị nhá. Còn hàng này không có giá sỉ, hàng có giá sỉ bên em sẽ báo ạ. 14 cho Thu Nguyễn. Mấy chị hàng của Ái Phương. Con này hàng của Ái Phương. Không có gì Dương Thanh nha.
Con này hàng của iPhone nha mấy chị nha. iPhone là hãy nhận đơn cho mình là size M này, hàng của iPhone này cả nhà. Nha mấy chị nha, đi này. iPhone size M dùng cho em tặng mấy chị luôn 89.000. Rồi lên liền cho em mã mười mấy? Mã 15 dùng cho em 89.000 size M, hàng của iPhone nha mấy chị nha. 15 size M iPhone. 15 89.000 đó giúp em ạ. Không có gì sôi phạm á, 13 em có 2 con rồi. 15 89.000 lên giúp em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã. Xem like chấm mờ thương đáng lên giúp em đi ạ. 15 Thu Nguyễn 89.000. 169.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 dùng cho em 99.000 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 16 99.000 size M có một con. Mấy chị nhìn hàng dùng cho em, hàng của nhà Minh. Minh nhân mới chịu nha. Mà hàng này là hàng tốt đó cả nhà, nên là hàng nó đẹp lắm. 16.99.000 lên giúp em đi ạ. Hàng nó đẹp ơi là đẹp luôn. 16.99.000 lên giúp em mấy chị ơi, cho Teresa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 17 dùng cho em. 17 này em nhận đơn size M. Hàng của Design Bay Phương này cả nhà. Design Bay Phương nha, và hàng đẹp không à. Rồi con này em nhận đơn cho mình là size M này. Lên liền cho em mã 17 size M dùng cho em ha. 17 M dùng cho em 99.000 luôn. Một con chân váy này, một con chân váy da nha, kèm cho mình một con áo luôn. Con áo này mặc lên đẹp lắm nha. Có cái thôi. 17 size M 99.000 lấy giúp em cho Trần Lương. Rồi siêu phẩm dùng cho em này. Con này em nhận đơn hàng upline này, size M luôn cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 18 M dùng cho em 99.000. 18 size M dùng cho em ha. Set này đẹp lắm á khách ơi, upline này. Mà cái vải áo của nó đẹp khủng khiếp luôn á. Đây này mấy chị quên, đồng hàng của TS này. Nha cái áo này mấy chị, nhìn cái áo không mà đủ người nữa, đẹp lắm. 18 đó cho em ạ. Lên mã 18 cho em đó mấy chị ơi, cho Cẩm Tú Cầu. Rồi em có combo quần ngố nha mấy chị ơi nha, 3 cái nè. Em like là 120 nè, em tặng mấy chị là 80.000 luôn, 3 cái luôn nha mấy chị ơi nha. Quần ngố cả nhà. Quần ngố nha mấy chị ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 mấy? 20 đi cả nha. 20 nha, combo quần 3 cái 80.000 luôn. Combo quần ngố cả nhà. Combo quần ngố nha, 3 cái. Hết hàng cả nhà ơi. 19 lên cho em 80.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em có cho mình một con quần, một cái quần 20 lên cho em 80.000 lên cho em mấy chị ơi, cho nào bi. 220 nè mấy chị. Em tặng luôn cho bé luôn đi. 60.000 luôn. 60.000 nha, size 220 hãng vịt dùng cho em. Bé trai bé gái đều mang được size 220 nha, tầm khoảng 22 kg đổ lại là mang được đó nha. 21 dùng cho em. Lên liền cho em mã 21. Áo khoác có 2 cái này hồi em. Rồi em có 2 con áo khoác. 21 lên cho em ạ. Nha mấy chị nha. Em tặng luôn cho mấy chị luôn 90.000 một con luôn. Áo khoác chống nắng dùng cho em 22 dùng cho em. 22 nha, 90.000 luôn hả? Còn 2 con. 2 con nha mấy chị nha. Thôi luôn nào bi. Chị lấy áo khoác chống nắng, áo khoác nắng dài cả nhà kia được chứ em có like cho mình đó 130 nè. Em tặng mấy chị 90.000 luôn, em có 2 con. Chị nói là 22. 22 nha, giúp em áo khoác 90.000 ạ. Liền cho em mã 22 đi cả nhà. 22 áo khoác 90.000 lên giúp em mấy chị, hết 21 em hết rồi. Chị nào lấy khoác đi, khoác 22 dùng cho em 90.000 áo khoác trong nắng. 22 cho Thu Thảo Nguyễn 90.000, 22 cho chị Trần Thảo 90.000. Rồi cái này em có rinh nha mấy chị nha. Này em có cho mình là size. Cái này em có 2 con quần ngố size S hết mấy chị, quần ngố. Đây này. Ngố em lai là hàng 115.000 này, quần ngố hàng Quảng Châu á, đây là mấy chị phái của nó nè. Nhưng mà nó size S thôi nha. Em tặng mấy chị 69.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 23 dùng cho em. Size S hết nha mấy chị nha, 2 cái nè. Đó, em tặng mấy chị luôn bao nhiêu rồi? 69.000 luôn, 2 con size S nè. Chị nào ưng lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. 23 lên cho em 69.000 ạ. Cho Thanh Dung Lê cho Mộc Mộc. Ôi con này đẹp lắm á cả nhà ơi. Chị nào nhanh thì được nha, 24 dùng cho em. Đẹp lắm cả nhà ơi. 24 này em nhận đơn size S không? À hai mấy? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 24 size S này, tặng mấy chị 99.000. Trời con này đẹp lắm nha mấy chị ơi. Con này đẹp xuất sắc luôn ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 24 dùng cho em. 24 nha cả nhà nha, 99.000 size S thôi. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Hàng này là hàng 200 mấy đó cả nhà. Đây này, Minh dùng cho em. Giùm em mã 24. 24 lên giùm em 99.000 ạ. Bỏ mặt đây mấy chị.
Thôi ba em phải cho sang Mignon 25 size M dùng cho em 170. 24.99 ngàn cho chị Hồng Nhung. Rồi lên liền cho em. Wow. Ôi, mặc đi đám cưới liền nha mấy bà ơi. 25 dùng cho em 99 ngàn size M. Ôi ôi nó đẹp. 25 dùng cho em size M nha, 99 ngàn. Lên liền cho em mã 25 với màu đỏ lên cho em 99 ngàn ạ. Đẹp lắm tất cả nhà. 25 lên cho em với màu đỏ bây giờ cho nguyên. Rồi lên liền cho em mã 26 dùng cho em size M luôn cả nhà ơi, 99 ngàn luôn. Rồi lên liền cho em mã 26 dùng cho em 220 nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 26 size M dùng cho em 99 ngàn. 26 lên giúp em xếp màu kem size M ạ. Rồi chị nào được siêu phẩm này. 26 lên giúp em bây giờ 99 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 26 lên kim 27 size L dùng cho em. 27 size L này em tặng với chị 119 ngàn nha. Rồi lên liền cho em mã 27 size L 119 dùng cho em. 119 size L này không đẹp nữa thì thôi luôn á cả nhà ơi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 27 dùng cho em. 27 này là size L nha, 27L dùng cho em 119. Thôi vậy lên cho em 119 ạ. Rồi lên liền cho em mã 28. 27 119 cho ngay đặng. Rồi 28 size S dùng cho em nè. 28 size S dùng cho em nha mấy chị nha. 28 size S dùng cho em 99 ngàn. Đẹp không cả nhà ơi. 28 size S 99 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 28 99 ngàn size S. 28 lên cho em 99 ngàn ạ. Cho bè hồng thua. 28 lên cho em 99 ngàn ạ. Lên liền cho em mã 28 99 Trần Lưu, chú những ngàn gì Trần Lưu ơi, chọn thêm thì cọc chú em chị nhá. Cọc cho em 1 trăm ngàn cho chị bản đi rồi chú tiếp ạ. Rồi lên liền cho em mã 29 dùng cho em. 29 này em nhận đơn size M nha. Trần Lưu chọn thêm thì cọc cho em chị nhá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 29 dùng cho em. 99 ngàn size M hàng nhà TS. Áo của nó sẽ là áo đắp nhưng Trần Lưu chọn thêm thì cọc cho em chị nhá. Con này đẹp lắm. 29 cho bán ngoạn. Rồi chị nào được set siêu phẩm rồi mấy chị. Mã 30 dùng cho em nè. 30 99 nè. 30 dùng cho em áo đẹp lắm. Mấy cái hàng này mấy chị ơi nhẹ không còn đâu cả nhà ơi. Thật sự luôn ấy, toàn siêu phẩm không mà. Đẹp lắm. Tại vì cái hàng này là hàng sale mà bóc tới xong cái qua đầu năm á cả nhà chị. Nữa. 30 lên giúp em ạ. Đầu năm mới là hàng nó đẹp lắm. 30 nghe đặng. Rồi lên liền cho em ạ. 31 dùng cho em. 31 này em nhận đơn size S nha. Rồi lên liền cho em mã 31 nha, size S 99 ngàn dùng cho em. Con này vừa rồi em cũng có để lại một con rồi mấy chị. Vải rất là đẹp luôn ha, 189 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 31 size S nha mấy chị nha, 99 ngàn dùng cho em, vải rất là đẹp luôn. Chị Nguyễn Kim Phước inbox cho em đi chị hả? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 31 dùng cho em ạ. 31 dùng cho em. Lên liền cho em mã 31 dùm em, 99 ngàn. 31 lên anh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 32 dùng cho em, tặng mấy chị con này 89 ngàn. Lên liền cho em mã 32 89 ngàn dùng cho em, một con đầm body nè mấy chị. Mời mấy chị nhìn cái hàng lộ 1 nha mấy chị nha. Ở ngoài thị trường mấy chị mua nó không bao giờ mà có giá 120 một con đầm này đâu cả nhà ơi, nó phải rơi tầm khoảng trên 200 ngàn nha, nó sẽ chích ngực cho mình. Chích ngực nha mấy chị nha. Và vải rất là đẹp luôn, hàng nhà CN này cả nhà. CN nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em 3289 ngàn lên giúp em cho trang đài 812. Rồi mấy chị ơi em lên cái hộp chip này trước đi cả nhà nha. Hộp chip này em đây, nó đẹp quá nên là hôm nay cho mấy chị chút nha. Nhưng mấy chịu nha, một hộp như thế này nó tới 8 cái lần cả nha. Nhưng mấy chịu nha, mà hôm nay được rẻ lắm, bình thường em chỉ bán 5 cái là đã 90 ngàn đúng không. Hôm nay mấy chị ơi, 8 cái luôn mà 90 ngàn nha mấy chịu nha, 89 ngàn. Chị nào ưng lấy chip thì ghi dùng cho em, mã dùng cho em là mã 30, 33 dùng cho em nha. 33 nha mấy chịu nha, mà chip này mặc rất là thoáng luôn.
thoáng lắm nha mới chịu nha, một hộp như này nha mới chịu nha, mà 8 cái là giá là 89 ngàn thôi. Chị nào lấy thì chốt liền cho em nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em coi, giãn lắm cả nhà, mà nó êm lắm. Ba Dương Thanh, ba Trinh Trinh, mà nó xịn lắm luôn ấy, nó chỉ có ít thôi. Chị nào ưng lấy thì ghi dùng cho em mã 33. Ba Trang Nguyễn, mấy chị đừng có mua một hộp nha mấy bà ơi, mua hai hộp về để dành may cả nhà. Ba Kim Ngọc, lên liền cho em mã dùng cho em, với lại chiếc này em về là chiếc ba Hà Vy, mặt rất là thoáng nha mới chịu nha, rất là sướng. Ba Hồng Nhung em nữa nha mới chịu nha, không có bị tình trạng mà ba Đỗ Chi. Cái thằng ở đây nè mấy chị, mình may nó xong không bao giờ nó bị có lần luôn á. Đây nha mấy chị nha, nó làm chỗ này êm lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mà thoáng lắm nha mấy chị nha. Ở dưới nó lỡ may cho mình lớp khoáng khủng nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 33 dùng. Ba Lan Trần, chắc của nó thoáng lắm cả nhà ơi, nha mấy chị nha. Ba cho lắm. Chị Boli Lê, sướng lắm nha mấy chị nha. Chị nào mua chiếc của em là ba ba Trà Phạm. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em, giá là 89. Ba ba cho đi mình hồng. Hộp nhíu này nha mấy chị nha. Đây nè. Ba ba Đào Quỳnh Nguyễn, mã dùng cho em mã 33 dùng cho em. Ba ba Hồ Nhi, lên liền cho em mã 33 dùng cho em 89 ngàn. Ba ba Nhung Võ, chút đi mấy chị ơi. Ba ba Đánh Mai, lên liền cho em mã 33 dùng cho em 89 ngàn nhưng mới chịu nha, 89 ngàn. Ba ba Thu Thảo Nguyễn, ngày trước mà bán chỉ có 5 cái thôi mà đã là lên mã 33 lên cho em 89 ngàn. Hồ Nhi Trà Phạm có rồi ạ, hộp 8 cái luôn cả nhà, 8 cái nhưng mới chịu nha. Chị nào lấy thì ghi dùng cho em. Nhung Võ có rồi ạ. Lên liền cho em 33 dùng cho em. 33 nha, chip dùng cho em ha. Ba ba cho Ly Phan. Rồi tiếp. Ba ba cho chị Lê Anh. Nó mở chip mở 33 giúp em 89 ngàn. Bây giờ cho Nguyễn Xuân Quỳnh. Còn bao này nữa mấy chị, xong rồi còn hàng mà cắt ra sẵn nữa nha. Cho Trần Duyên, chip mở 33 lên giúp em ạ. Ánh Mai Trà Phạm Hồ Nhi có rồi ạ, cho Tài Khuyên. Chị lấy 33 Hoàng Nga. 33 cho Thủy Tiên. 33 Mỹ Hiền. Trời, con này lúc treo lên nó cả nhà ơi, nhiều khách hỏi lắm luôn á con đầm này nè. 33 cho Vinh Nguyễn. 33 cho Phạm Duyên Trần. 33 cho Trang Minh. Nhung Võ có mã 33 rồi. Nguyễn Xuân Quỳnh có rồi, Hồ Nhi có rồi à, Trang Minh có rồi à. Ly Phan có mã 33 rồi chị ạ, 33 cho Hà Nguyễn. 33 Quỳnh Như. 33 Khoa Hồng. Lên mở 33 chị ạ, chưa nghe bên đọc tên, lên mở 33 giúp em chị ạ cho bán ngoãn. Chị ơi, ắc lai. 33 Kỳ Văn Trần. Lên mã 33 hộp chiếc 89 ngàn giúp em mấy chị ạ. Chị lấy chiếc thì ghi chiếc mã 33 dùng cho em 89 ngàn. Bán ngoãn có rồi, Mỹ Hiền có rồi ạ. Nguyễn Xuân Quỳnh Tài Khuyên có rồi ạ. Vinh Nguyễn có rồi chị nhá. Phạm Duyên Trần Quỳnh Như có rồi ạ. Chị ạ, chưa có nhưng em đọc tên lên mã giúp em mấy chị ha. Ba ba Nguyễn Bá. Còn lên nha mới chịu nha. Ba ba Mỹ Lệ. Rồi con này em nhận đơn cho mình là size M nè mấy chị. Size M nha, 99 nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 34 size M. 34 size M nha. Con này về không biết bao nhiêu được cả nhà ơi. Nha mới chịu nha, đẹp lắm. Nó sẽ có túi ở đây cho mình. Có túi nha mới chịu nha. Nhìn tái cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 34 size M, em tặng mấy chị 99 ngàn. 34 M nha mấy chị nha, xinh lắm nha mấy chị nha, một con đầm dài. Mấy chị ơi, mã kèm số điện thoại lên cho em mấy chị ha. 34 99 ngàn cho Nabi. Khách mới mã kèm số điện thoại dùng cho Hải với. Nha. Duy Anh mình like quá rồi chị ơi. Chị nó lên mã kèm số điện thoại giúp em đi ạ. Số này đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 35 dùng cho em nè. 35 99 ngàn luôn, hàng nhà bôn luôn. Con này thì mấy chị mặc cho em được size S size M được luôn nha. S M mặc vô tư nha, không có sợ bị chọc đâu cả nha. Một con đầm dài cho mình, kèm cho mình là một con áo khoác luôn, hàng nhà bôn nha. Đây mấy chị, lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 35 dùng cho em. Lên liền cho em mã 35 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em. 35 99 như hình như. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 36 dùng cho em nè. 36 nha mấy chị nha. 36 size M luôn, 99 ngàn luôn.
set nha mấy chị nha. 36 dùng cho em, 99 ngàn size M mấy chị, 200 nè. 200 nha, tặng mấy chị 99 ngàn luôn, 36. Còn cái chị ấy phi á, chị nào lấy quần chip lên mã 33 giúp em ạ. Cho em mã 36, 36 nó đẹp lắm cả nhà ơi. Nên là điểm dần. 36 Nabi. Rồi cái này là Aqua dùng cho em nè. Aqua nha mấy chị nha. Nó sẽ tặng kèm cho mình một con áo ngực bên trong nữa, một con quần nè. Một con áo ngực nha mấy chị nha. Xong rồi kèm cho mình là một con áo vest này, hàng nha mấy chị nha. Rồi em tặng mấy chị con này luôn, 150 ngàn luôn. Lên liền cho em mã 30, 37 dùng cho em, 37 nha mấy chị nha. Upline dùng cho em nè, con này đẹp khủng khiếp luôn á cả nhà ơi. 150 ngàn luôn đi, chị nào ưng lấy thì chốt nha. Rẻ lắm rồi đó cả nhà, thiệt luôn. Rẻ lắm á, upline mà lên theo giá đó thì thôi. 37, 150 lên giúp em cho Trần Thảo, 16. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30, 38 dùng cho em nè. 38 siêu phẩm nha mấy chị nha. Thêm một chiếc 33 cho Lê Anh. Trời, con này mặc lên đẹp lắm cả nhà ơi. Mặc cái váy không mà thấy đẹp rồi nha. Xong nó sẽ tặng kèm cho mình một con áo khoác nữa nè. Nha cả nhà nha, 99 ngàn mã 38 dùng cho em. Tặng kèm một cái tag nè nha. Mấy con này nha mấy chị nha. Mấy chị hết thì mấy chị mặc khoác vô cũng được. Còn không mấy chị mặc cái váy không nó sang lắm. Thật sự luôn. Cái cổ nó rất là đẹp nha mấy chị nha. Cổ đẹp lắm. Lên liền cho em mã 38 dùng cho em. 38 nha mấy chị nha, 99 ngàn luôn. 38 cho em chơi như Nguyễn 411. Rồi con này em nhận đơn cho mình là size M nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 39 size M này, tặng mấy chị 59 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 39 size M 59 ngàn, 39 size M nha. Quần sọc lên mấy chị ơi nha, nhà em không có hàng để like luôn cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30, mã 39 size M dùng cho em, tặng mấy chị 59 ngàn. 39 size M dùng cho em, 59 ngàn dùng cho em. Rồi lên 39 liền em size M Loan Ngô. Rồi lên liền cho em mã 40 dùng cho em, tặng mấy chị con này luôn, 99 ngàn nha. 189 ngàn này. Con này mấy chị 30/4/1/5 mấy chị mặc đi resort cho em nha. Chụp hình là lung linh nha mấy bà nha. Đẹp lắm ấy. Bên trong nó sẽ có cho mình một con quần bên trong nha mấy chị nha. Con này đẹp lắm nha mấy chị nha. 40 Thanh Mỹ Khương dùng cho em, 40 đẹp lắm ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 41 size M dùng cho em nè. Wow. Đẹp không? 41 size M đi cả nhà ơi, tặng mấy chị con này 89 ngàn. Bạn nào mà kiểu ưng mặt mà đầm ngắn á cả nhà ơi, lấy con này về là ra dùm em một chút xíu nha. Nó hơi bị nhăn tại vì mấy chị biết rồi, nhà em là bán hàng sale nha cả nhà nha. Em cũng không có ủi ra đâu cả nhà ơi nha. Cái này vì mấy chị ủi ra đi mấy chị thấy nó đẹp gấp 10 lần như Hải đang like nha. Đẹp hơn Hải đang like trên like rất là nhiều. Đúng đang đang. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ủi ra là nó đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Con này em nhận đơn cho mình là size S thôi, 42 size S này. 42 size S nha mấy chị nha. 180 ngàn này, tặng mấy chị 99 ngàn này. Rồi con này nó sẽ là cúp ngực cho mấy chị ha. Cúp nha, có bút ngực cho mình nè. Cúp xong nó sẽ kèm cho mình một con áo khoác luôn. Con này sang lắm. Con này thì sang nha mấy chị nha. Kèm cho mình một con áo khoác nè. Kèm em mã dùng cho em, 99 ngàn. 42 để cho em cho Lý Phan 873. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40, 43 dùng cho em. 43 này em nhận đơn cho mình là size M nha, 170 ngàn. Đẹp không mấy chị ơi? Ôi con này nó sang mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 43, 99 ngàn size M luôn. Lên liền cho em mã 43 dùng cho em, 99 ngàn size M. Lên mã 43 lên cho em 99 ngàn size M. Hết mã 42 đi chị ơi. Lên liền cho em mã 43 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 44, 44 này size M luôn cả nhà ơi. 44 size M 99 ngàn. 43 Thanh Vị Khương. Cái con này mấy chị không mua 300 ngàn em đi đầu đi đất luôn á. Em nó thật luôn á cả nhà. Em like 170 ngàn nha, hàng nhà Minh luôn nha. Minh dùng cho em ha, size M dùng cho em 99 ngàn mã 44 dùng cho em. Lên liền cho em mã 44 size M, M đỏ rồi, M đỏ cho gì Kim Xuyến. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 45 này. 45 nha, nguyên fan này mấy chị. Tặng mấy chị nốt luôn, 99 ngàn. 150 nè cả nhà. Áo khoác dùng cho em. Áo khoác nha mấy chị nha. Hello chị Kim Xuyến. Rồi lên liền cho em mã 45, 99 ngàn áo khoác nha mấy chị. 45 áo khoác 99 ngàn lên giúp em ạ. Rồi khoác 45 Quỳnh Như. Khoác nhà Minh nè cả nhà. Khoác này khoác của nhà Minh đó cả nhà nghe. Hàng của nhà Minh đó, áo khoác này nè. Tặng mấy chị luôn đi.
tặng cho mấy chị luôn, 89 ngàn luôn. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 46 phát của nhà Minh á cả nhà. Dáng của nó là dáng vừa cả nhà. Con này đẹp lắm cả nhà ơi. Em về mỗi mã con này là 100 con đó cả nhà. Em về màu đen này, em về màu xanh này, màu xanh Minh, màu 46 mấy lần gì lên. Nha mấy chị nha. Đẹp lắm á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em con này em tặng mấy chị luôn. 49 ngàn luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 47 dùng cho em nè. 47 nha, 49 ngàn. Lên liền cho em mã 47, 49 ngàn dùng cho em. Lên mã 47 lên cho em 49 ngàn ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 48 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 48 nha. Tặng 47 mấy lần thì lên 48, 60 ngàn luôn. Trời ơi mấy chị ơi, 120 đó cả nhà ơi, 120 nha. Tặng mấy chị luôn đi, 60 ngàn luôn. 48 cho em 60 ngàn cho anh Mai. Rồi nhưng mấy chị nha, 90 ngàn nè. Rồi em tặng mấy chị 60 luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Ghi dùng cho em mã mấy? Mã 49 dùng cho em, 60 ngàn luôn. Mấy chị ơi, đã xả bom thì xả lỗ luôn cả nhà ơi, chứ không phải là xả luôn cho cả nhà luôn á. 49 cho em 60 ngàn cho Trân Trân. Lên liền cho em mã dùng cho em. Chứ hãy like cái này cho mấy chị xem nè. Hãy tốt ơi là tốt luôn á, cái bộ MLB nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Áo hàng siêu cấp này cả nhà, 120 ngàn này. Em tặng mấy chị luôn đi, 60 ngàn luôn. Lên liền cho em mã mấy? 50. Mã 50 dùng cho em, 60 ngàn luôn. Lên liền cho em mã 50, áo siêu cấp đó cả nhà. Áo siêu cấp đó. 50 lên cho em 60 ngàn đi ạ. Mã 50 cho em mấy chị ạ. Cái này là nhà em, nhân viên nhà nó cắt sẵn ra để 50 anh Mai. Cái bộ MLB nha mới chịu nha. Em nha mới chịu nha. Em là người bán hàng nha. Nhà em đi mua về em mặc thôi, tại vì em không có bán, em không có bán mấy cái dòng MLB này mấy chị. Em đi mua đã là hàng 350.000 một bộ nha mới chịu nha. 350.000 có nghĩa là hàng người ta lên thôi cả nhà ơi. Mới chịu nha. Mà cái này hôm trước em ôm sale. Không có gì đâu Bình Nguyễn ơi. Em ôm được sale nha, mà có một mã này thôi đúng không nhỉ? Mà like có bao nhiêu? Đây có 119 ngàn mấy chị. Em đây cả nhà ơi, nhưng mà em không có bán những cái dòng này nha, tại vì em không có bán, em hối nhập đồ cả nhà. Em đi mua về mặt thôi, đã mua 300 mấy ngàn một bộ rồi. Cái lúc mình ôm sale nha mấy chị nha. Mình ôm giá là có bán có 119 ngàn à, nha mấy chị nha. Mã mấy anh? 51 dùng cho em, tặng mấy chị luôn đi, 90 ngàn luôn. Lên liền cho em mã 51 dùng cho em ha. Rồi ghi dùng cho em. Cứ dùng cho em mã nha mấy chị nha. Chị nào chốt được thì chốt mấy chị ơi nha. 51 lên cho em 90 ngàn hả? 51 lên cho em 90 ngàn mấy chị ơi. 51 dùng cho em. Lên liền cho em mã 51. 51 Nabi 90 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 52 nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 52 dùng cho em. Tặng mấy chị luôn, giá là 70 ngàn luôn. Lên liền cho em mã 52 dùng cho em. 52 nha mấy chị nha, 70 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 52, 70. 52 lên cho em 70 ngàn ạ. Lên liền cho em mã 52 dùng cho em 70. Phan Thị Thu Diễm đến mới mã kèm sơn thợ lên cho em đi. Lên liền cho em mã 53 dùng cho em. 52 cho Lê Trương. 150 nha, tặng luôn cho mấy chị luôn, 70 ngàn luôn. Con này là hàng 150 nè, con này hàng tách xanh nè cả nhà. Hàng tách xanh đó cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 53, 70 ngàn luôn. 53 lên cho em cho Minh Châu. 70 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 54 dùng cho em. 54 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 54, 70 ngàn luôn. 54 nha cả nhà nha, 70 ngàn cái set chân vái này, kèm cho mình áo luôn. Lên liền cho em mã 54, 70 ngàn. Lên mã 54 lên giúp em đi ạ. 54 Xuân Nguyễn. Bé táo nãy giờ mấy đơn nè. Nãy có con này, có bé táo không? Bé táo hai con đúng không? Không xả đi, xả đi rồi, chuyển xả đi rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 7 mấy? 55. 55 dùng cho em. Thấy nhiều hiện lên ạ. Mã 55 dùng cho em. 55 đi cả nhà ơi, 55 nha mấy chị nha. 55 tặng mấy chị luôn, 70 ngàn nha. 55 yến tròn. Cho em mã dùng cho em, mã 56 dùng cho em, 170 nè. Nha mấy chị nha, bộ này em tặng mấy chị 119 nha, bộ này đẹp lắm á. Cho bộ này em về 100 bộ cả nhà ơi, em mặc. Bữa đó em cũng xin em mặc xong em bán hết sạch luôn á, không còn một bộ nào luôn. Chị nào cũng inbox hết trơn á, còn để cho chị nha, bữa sau về để cho chị nha, mà bữa sau em không có về được hết nè. 56 dùng cho em. 56 nha mấy chị nha, 119 nè. 56 nó cho em 119 nè Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 57 bi dùng cho em, tặng mấy chị cái bộ này luôn. 70 ngàn.
Rồi lên liền cho em mã 57 dùng cho em 70.000 60 kg. Nói chung mấy cái bộ này dễ may lắm cả nhà. Mấy cái bộ này thì dễ may nha mấy chị nha. 57 lên cho em 70.000 à cho Lê Trương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 58 dùng cho em. Lên liền cho em mã 58 nha mấy chị nha. Đặt mấy chị con cái con này luôn đi. 79.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 58. Không có gì bằng thì 58 này nó sẽ co giãn nha mấy chị nha. Con này mấy chị nào mà bầu mà lúc lúc bạn nào bầu nhỏ nhỏ tầm khoảng 3 tháng 4 tháng mặc cũng đẹp lắm ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em. 58 lên cho em 79.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 59 xoay mồ dùng cho em. 58 79.000 cho Lê Hoàng Nga. Rồi lên liền cho em mã 59 xoay mồ dùng cho em nè. 59 xoay mồ nha, con này tặng với chị 99.000 nè. 59 xoay mồ nha, hàng nhà bôn dùng cho em 170 nè. 59 lên cho em 99.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60. 59 cho Thanh Vĩ Khương. 60 99.000 xoay mồ, con này đẹp lắm á khách ơi. Em nói trước là con váy này rất rất là đẹp nha mới chịu nha. Váy này siêu siêu đẹp luôn ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 size M dùng cho em. 60 này size M nha, tặng với chị 99.000. Con váy này đẹp lắm á khách ơi, thật sự luôn á, siêu đẹp luôn. Ok, trên là 60 Thị Tiên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 61 nha. 61 nha cả nhà nha, siêu phẩm dùng cho em. Trời ơi, xuất sắc đó bà ơi. 61 mà nhận đơn size S thôi, 99.000 luôn. Nó rẻ. Này mới chị 180.000 nè. Mẹ nói là cái đầm nó hơi bị xịn nha mấy chị nha. Cái đầm nó xịn lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 61 dùng cho em. Lên liền cho em mã 61 99.000 dùng cho em. Lên liền 61 Thanh Mỹ Cương. Rồi lên liền cho em mã 62 nè. 62 này dạ. 62 mấy chị nha. 62 này đầm của nó là đầm xốp á. Nó là đầm xốp nha mấy chị nha. 62 này em nhận đơn cho mình là size S, nhưng mà mấy chị mang nó không phải là kiểu như là mang nó ôm vô đâu cả nhà, nó hơi nó A cả nhà. Phong của nó sẽ là phong A nha. Và đầm của nó là đầm xốp. Mấy chị biết cái đầm xốp đúng không? Đầm xốp nó rất là đẹp nha. Tặng mấy chị 99.000 luôn. Lên liền cho em mã 62 99.000 dùng cho em 180 nha. 62 lên cho em 99.000 à. Đầm xốp màu đen cho Thu Nguyễn. Bà Nguyên Khoan với lại bà gì em thôi. Bà Nguyên Khoan với là bà Loan Nguyễn Thục Vũ nãy là vô vừa đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 63 size M dùng cho em. 63 size M mấy chị, chốt con này là 63 size M 99.000. Con này mấy chị nhớ không là em có đăng hình ấy. Em đăng hình đó cả nhà ơi, xong mấy chị nhắn tin hỏi rất là nhiều luôn. Nhưng mà lúc đó em like em đã hết mẫu rồi cả nhà ơi, hết hàng rồi. Này bị vô một cái này. Số 3 lên cho em 99.000 cho Hồng Chi. Có cái gì Trần Lưu à. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 à. 64 dùng cho em. Này của Lan Lâm này cả nhà. Size L 64 dùng cho em. 64 size L nha mấy chị nha. Tặng mấy chị con này 139 này. Lên liền cho em mã 64 size L 139 dùng cho em. 64 size L nha mấy chị nha. Size 100 180 cũng thấy rẻ rồi cả nhà ơi. Nó thiệt luôn á. Các chị hỏi quá trời cái con này luôn. 139 ngàn chị nào ông lấy một chút. Số 4 đi em size L 139 cho Nabi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 65. 65 này là size M nè. 65 size M dùng cho em đẹp quá cả nhà ơi. Nó tặng kèm cho mình hai cái tát nữa đúng không? Hai cái tát tim nè mấy chị nè. 60 mấy? 65 dùng cho em 139.000. 65 cho Trần Lưu. Rồi lên liền cho em mã 65 xoay mờ. 65 này xoay mờ mấy chị nghe đọc sai trước chứ em mấy chị hả? Đây mấy chị ơi, con này em có một con xoay mờ nè. Con đầm đỏ lúc nãy xoay mờ này 66 nè. Đây này, con này em có 66 xoay mờ này cả nhà. 66 này em có size M này cả nhà. 139.000. Con này đẹp lắm á khách ơi. Bán con này nhiều lắm luôn á. 66 size M đổ dung. Rồi ắc à luôn rồi. Đô la mi này cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 67 dùng cho em. 67 nha mấy chị nha. 67 này em tặng mấy chị luôn đi, 140 luôn cả nhà. 140.000 nha. Size M hàng của đô la mi dùng cho
đô la mi nha mấy triệu nha, đô la mi 6740 lên giúp em ạ. 6740 cho đổi dung đô la mi luôn như cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Em nói mấy cái hàng này em bán đô la mi nha. Mấy bà nào mà kiểm tra hàng bà chê thôi nha mấy chịu nha. Chắc không biết cái gì để làm cho mấy chị hài lòng. Thật sự luôn. Đô la mi là hàng của quý chi, người ta bán 600-700 ngàn đó cả nhà. Người biết thì không sao mấy chị. Người mà mấy bà mà mua, mấy bà tưởng đâu mà bỏ ra giá này là bị đắt đó cả nhà nha. Thì không bao giờ mấy chị mua được hàng ở đâu đẹp á cả nhà nha. Em nói thiệt luôn á. Nhưng mấy chị nha, em cũng bán, em là bán hàng sale thôi, mà em bán toàn hàng xịn cho mấy chị. Mấy chị nhận hàng, mấy chị chê những cái đô la mi thì thôi nha mấy bà nha. Thì không biết mua ở đâu để cho nó hợp gu với mình đó cả nhà. Nhưng mấy chịu nha mà mấy 68 dùng cho em, 68 là mấy chị mặc ép mặc mờ đều được hết nha. 140 ngàn luôn nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Em nói thiệt luôn 68 lên cho em 140. Không ai bán hàng sale mà giá như nhà em mà bán được hàng đô la mi đâu. Em nói thiệt luôn đó cả nhà, mấy bà lên tốt tốt đi. Thế mà thấy nhiều bạn người ta bán hàng sale, hàng đô la mi với hàng upline đi cả nhà. Toàn bộ là trên 200-300 không đó nha. Toàn bộ là trên 200-300 không đó cả nhà. Chứ không ai bán giá như nhà Hải đâu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Tặng mấy chị cái set này luôn, 99 ngàn luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? 69 dùng cho em nè, 99 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 69 dùng cho em. 69 nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã 69, 99 ngàn dùng cho em. Đây con này 69 lên giúp em set 99 ngàn à, cho bé nhỏ. Cái hàng này nó đẹp lắm cả nhà ơi. Mã mấy? Mã 70 dùng cho em, 99 ngàn đây nè. Còn một con nè cả nhà. Con này nó đẹp lắm á cả nhà ơi, nó là vảy sốt ấy. Hãy báo trước là vảy sốt nha mấy chị nha, thường vảy sốt á cả nhà ơi, mua đắt lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy? Mã 70 dùng cho em, 99 ngàn dùng cho em. 70 nha, 70 99 ngàn dùng cho em, đầm sốt á, dễ thương lắm, con này đẹp lắm cả nhà. Thì lúc bán thì nó tức mấy bà ơi. 70 lên cho em 99 ngàn ạ. Giống như mấy bà mua hàng á, nhiều lúc nó đẹp lắm nha, nhưng mà chướng á cả nhà. 70 đổi dung. Đây là nói thật luôn cả nhà ơi, mình mua hàng online mấy chị biết rồi nha. Nếu mình thích một cái nào đó cả nhà, hay là mình kiểu như là mình thích cái shop đó mình mua nha mấy chị nha. Mình mua 10 món nha mấy chị nha. Mà mình thấy mà mình cảm giác mình thích được 8 món là mình quá là hài lòng cả nhà. Chứ không thể nào mua online mà mình mua 10 món mà mình thích hết 10 món đâu cả nhà nha mấy chị nha. Nhiều lúc mình đi shop thôi nha mấy chị nha. Mình thử cái máy đó rồi nha mấy chị nha. Mình thử mình thấy đẹp rồi nha mấy chị nha, thì nhiều lúc về nhà mình còn thấy xấu nữa. Đừng nói là mình mua online cả nhà ơi, mình mua mà giá đã rẻ hơn ở ngoài đã tầm khoảng 50% rồi, mà mình mua 10 cái mà mình thích 8 món thôi là mình cảm giác là mình kiểu như là mình với cái shop đó là kiểu như là hài lòng quá rồi cả nhà. Chứ không thể nào mà thích 100% đâu cả nhà ơi nha mấy chị nha. Nên là mấy chị mua hàng với bà hoan hỷ đi, tự nhiên xong rồi mua hàng người ta thích người ta rồi nha mấy chị nha, xong rồi bơm người ta bữa sau nha mấy chị nha. Người ta có bán rẻ như thế nào vô mình chốt, người ta đâu có chốt cho mình nữa đâu cả nhà ơi. Nhưng mấy chị nha, không thể nào mà ai mà làm hài lòng được đâu cả nhà ơi. Chính ba mẹ mình còn không làm hài lòng mình được thì làm sao người ta làm hài lòng mình, đúng không cả nhà? Ví dụ như mấy bạn đi mua hàng ngồi shop đi, nhiều lúc mình thử nha mấy chị nha, thử quá trời thử luôn rồi đó. Về nhà mình mua mình còn không thích, mình đem về nhà đây mà nhiều lúc mình còn không thích nữa. Đừng nói mình mua hàng online cả nhà ơi nha mấy chị nha. Rẻ đẹp như thế này mà còn bơm hàng nữa thôi, lần sau ai mà bán được cả nhà ơi. Nha mấy chị nha. Rồi lên liền che mã dùng che mã mấy? 71 dùng cho em, size S dùng cho em, tặng mấy chị set này 89 ngàn luôn. Lên liền cho em mã 71, 89 ngàn dùng cho em. Đây mấy chị nè, 71 nha mấy chị nha, size S dùng cho em, 89 ngàn dùng cho em. Mấy chị cũng nghĩ đi, em cũng bán hàng sale, em đâu phải là nhà sản xuất đâu. Nhiều lúc nó lề size này, hay là nó kiểu như nó bị dơ một chút xíu này. Nhưng mấy chị nha, mình hoan hỷ 71 mỹ lệ 89 ngàn. Cái này mà mình kiểu như mình kiểu như mình không xử lý được thì em sẽ nhận lại nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Có cái set này nè, thiệt luôn, vì bao nhiêu set này mấy này. Mấy chị ơi, cái mấy bà khách sĩ có inbox hoài luôn, Hải ơi còn hay không. Mà Hải bán hàng sale nhiều lúc Hải không có về thêm được nha mấy chị nha. Đây nè, nhiều lúc nó về một lần thôi cả nhà. Mình chốt được 50 set thì mình ôm hết 50 set. Có lần sau mà nó có đẹp quá mình bán hết rồi, người ta cũng không có hàng để người ta chăm cho mình nữa cả nhà. Đây nè, cái set này nó đẹp lắm, em tặng mấy chị 99 ngàn luôn nha. Thề luôn, nó đẹp lắm mấy bà ơi nha. Bởi hai Thanh Mỹ Khương. Trời ơi, nó đẹp mà nó xịn sò lắm cả nhà. Là cứ hỏi Hải còn hay không, Hải đâu có còn đâu. Mà bị vô về một cái kìa. Em nữa nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 anh. 73 dùng cho em nè, set này nữa nè. Tặng 99 ngàn nè. Về mà
sướng nha mấy chị ơi nha, sung sướng luôn. Một con quần ống sung nè, kèm cho mình xếp nữa nhà mùa tới rồi. Rồi kèm cho mình là một con áo dây nè cả nhà, một con áo dây nha mấy chị ơi nha. Xong rồi kèm cho mình là một con áo khoác luôn nè. Trời ơi, nó đẹp gì đâu luôn á. Rồi lên liền che mã, dùng che mã 70 3. 73 dùng cho em luôn, tặng mấy chị 99 ngàn luôn. 73 lên cho em 99 ngàn đi ạ. Rồi 74 này mấy chị 170 ngàn. 170 nha mấy chị nha, 170. Rồi lên liền cho em con này, em có size S này mấy chị, 74 hả? 74 size S này cả nha. 73 anh Mai. 74 size S nha, tặng mấy chị 89 ngàn. 74 size S 89 ngàn, set này thì khỏi phải bàn rồi nha cả nhà ơi. Hàng nhà Mi thì mấy chị cứ yên tâm mà mua đi cả nhà. Nha mấy chị nha. Số người ta bán 3-400 ngàn cả nha. Rồi lên liền cho em. 74 lấy cho em 89 ngàn. 74 89 ngàn liền cho. 74 Thanh Bị Khương. Rồi lên liền cho em mã 75 nè. 75 này. 75 này thì mấy chị may cho em nè. Mấy chị sẽ may rút dây mà nó sang lắm. Con này nó say nha mấy chị yêu nhau, nó say mình mang đi tiệc này kia nó đẹp lắm á. Hàng nhà Bôn say mờ nha. Em nhận đơn mờ 99 ngàn, 75 99 ngàn. Lên liền cho em hả, 75 liền cho em, 99 ngàn liền cho em. 75 tình lương. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 70 76, hàng NT Closet dùng cho em. NT Closet nha mấy chị yêu nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 70 76 dùng cho em, tặng mấy chị cái set này 70 ngàn luôn. Lên liền cho em mã 76 70 ngàn. 76 70 ngàn dùng. Em thấy chị Dung Nguyễn nha. NT Closet nó size S nhưng mà mấy chị nào mấy tất chị tất cả cái đơn đi hết rồi mấy chị ạ. À. Mấy chị thấy không? Vô tư nha mấy chị nha. Có đơn bữa hôm tối thứ hai là chưa đi nha mấy chị nha. 76 cho em 80 ngàn cho bé nhỏ. Đơn tối thứ hai là chưa có đi cả nhà ơi. Đơn tối thứ hai là hãy ôm đơn của hôm nay nha mấy chị nha. Ngày mai hãy mới đi cho mình. Có những gì nằm không hơi, có một cái viên cho mình. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em bỏ xuống luôn vậy. Bỏ xuống luôn mà lên đi luôn. Ôi sáng nào bán 99 ngàn là phải quốc liền nha, chứ để hết nè. Ôi đẹp lắm cả nhà. Thấy gì hát thôi nè. Con này mới chị làm áo khoác được nè. Quần là quần ống suông nè, mã mấy rồi? 77 dùng cho em. Lên liền cho em mã 77. Lên liền cho em mã 77 nha mấy chị nha. 77 dùng cho em. Cái gì ảnh tròn nhỏ ngày mai em kiểm tra luôn, làm đơn kiểm tra luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em. 77 châu chị Quỳnh Như chứ 79 ngàn. 78 nè cả nhà. 78 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 78 nè. 78 nha mấy triệu nha, tặng mấy chị 70 ngàn luôn. Trời, set này 70 ngàn. Sai sai nha, bán đi cả nhà, tặng cho mấy chị luôn, 78. 78 với em 70 ngàn ạ. Rồi em có một con áo khoác siêu cấp cả nhà, siêu cấp nha mấy triệu nha. Ôi 78 70 ngàn như ngay lận. Áo khoác này đẹp lắm. Áo khoác này em có cho mình là size M nha. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 79 dùng cho em nè. 79 size M nha. Chưa chị Minh Tâm 79 M nha, con này em tặng mấy chị luôn nè. Lên liền cho em mã 79 size M dùng cho em, tặng mấy chị 99 nè. 79 M. Đơn tối thứ hai là gom đơn với bữa nay ngày mai em mới đi đơn mấy chị hả? 79 lấy cho em cho Dung Dung. Hàng đi từ tháng 12 tới giờ mới hàng gì đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 dùng cho em. 80 tặng mấy chị 99 ngàn luôn. Bộ này hàng 200 ngàn, hàng Tết của nhà em, hàng tháng 12 mà bây giờ nó mới hoàn về đó cả nhà. Các bạn thấy không, nhiều lúc cái đơn hoàn nha. Cái đơn mà gửi đi cho mấy chị đi nha mấy chị nha, tầm khoảng một tuần là mấy chị nhận nha. Còn cái đơn hoàn về tới nhà em nha mấy chị nha, phải 3 tháng trời cả nhà. Nhưng mấy chị nha, 3 tháng trời đó cả nhà, từ hồi tháng 12 tới giờ này cả nhà. Tháng 12 2020 cho Dung Nguyễn. 2023 hả? 22 mà bữa nay mới nhận đó cả nhà. Chưa diễn ngay đơn mình em còn giữ đó chị ạ. Chọn theo em đi rồi ngày mai em đi luôn với chị hả? Rồi em có một con đầm hàng TM nè. Rồi đẹp quá mấy chị ơi, 89 ngàn luôn. Lên liền. Thấy Trương Thiết An. Mã mấy? 81. 81 dùng cho em nè. 81 cho mấy chị nha. 89 ngàn luôn. Lên liền cho em mã 81, 89 ngàn dùng cho em, hàng TM 169 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 82 dùng cho em. 82 nha, tặng mấy chị 40 ngàn luôn. 81 Thanh Mỹ Khương. 82 40 ngàn nha, 101 này 40 luôn. 82 lấy cho em 80 ngàn à. Đơn tối thứ hai là chưa đi mấy chị, còn tất cả đơn trước đi hết rồi.
Có Mai 40 ngàn cho Mai Đặng Thị Linh. Không hiểu nổi luôn á, cả nhà mấy bà cho em biết đi mấy bà ơi nha. Mấy bà mua hàng online quậy, mấy bà cho em biết đi, em bán cái set này 119 ngàn có đắt không vậy? Có đắt không, mình lỡ lòng nào vô hàng của em vậy mấy bà. Tâm mấy? Tâm bà. Nha Đặng ơi đừng có lên trước em ơi nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 84, dùng cho em size M này cả nhà. 84 size M 99 ngàn. Mấy bà. Rồi lên liền cho em mã 84 dùng cho em 84 size M nha, 99 ngàn. Chị đừng lên mã trước à, bây em về chốt lộn hết mấy chị. 84 99 ngàn nha nha rồi. Lên liền cho em mã 84 dùng cho em lên, mất công rồi đọc xong mấy bà lại không này kia nữa mà ơi mất công á. Từ từ để em đọc rồi lên cho mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 à. 85 dùng cho em size S dùng cho em nè. 85 size S tặng mấy chị 129 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 85 size S 129 dùng cho em. Lên liền cho em mã 85 size S dùng cho em 129. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 85 size S dùng cho em 129 dùng cho em. Rồi 85 size nhỏ 129. Rồi lên liền cho em mã 86 size S dùng cho em nè. Set 34 luôn cả nhà ơi, 139 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80 à. 86 size S dùng cho em. 86 size S cho mấy chị nha. Tặng kèm cho mình là một con áo luôn cả nhà. Kèm cho mình một con quần, một con áo vest luôn. 86 dùng cho em 139. Tám sáu với em 139 á. Rồi lên liền cho em mã 86 Quỳnh Giang. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 87 dùng cho em. 87 nha cả nhà nha. Con này là đầm đầm dập ly dùng cho em, hàng của nhà Ninh Hương ở ngoài Ninh Hiệp này cả nhà, nổi tiếng luôn á cả nhà. Mã nào mã mấy? Mã 87 dùng cho em. 87 nha. 87 này em xả luôn cho cả nhà luôn. 87 đi xả mấy chị 99 nha. Rồi lên liền cho em mã 88 dùng cho em nè. 88 nha mấy chị nha, 99 ngàn luôn, hàng của nhà mình. Rồi lên liền cho em mã 88 dùng cho em 160 nè cả nhà. Nha, tặng mấy chị 99. 87 cho Quỳnh Giang. 88. 87 cho Quỳnh Giang. 99 ngàn. 88. Rồi cứ dùng cho em mã dùng cho em size L dùng cho em. Size L nha mấy chị nha, 130. 88 đổi vô. Rồi lên liền cho em mã 89 139 size L dùng cho em. 89. 89 nha, size L dùng cho em. 139 ngàn dùng cho em. Con này đẹp lắm cả nhà ơi. 89 size L 139. Tâm chính lấy em size L 139 ạ. Rồi lên liền cho em mã 90 size L 139 luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 90 này size L. Tâm chính nữa vô. 90 size L 139. Lên liền cho em mã 90 size L 139. Lên liền cho em mã 90 size L đi cả nhà, 139 ngàn. 90 size L lấy em 139 ạ, cho Sony On. Rồi cái này là của Upline này cả nhà. 91 này, 220 này cả nhà. Upline nha, con này em nhận đơn size S nè. Kim em mã 90 mấy? 91 size S dùng cho em, tặng mấy chị con này luôn. Con này nó là zoom á cả nhà. Nó là zoom nha, size S em tặng mấy chị 140 ngàn. 140 nha mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 91. 91 cho Nga Đặng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 à. 92 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 92 caro dùng cho em. 92 nha mấy triệu nha. 92 dùng cho em. 92 dùng cho em 69 ngàn. Lên mã 92 lên cho em 69 ngàn đi ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 93 dùng cho em. 93 nha mấy chị nha. 92 Quỳnh Giang. Rồi cái Nguyễn 088 này lưu vô luôn đi. 914 chứ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 93 99 ngàn dùng cho em luôn. Hàng của nhà Ninh Hương này cả nhà. Ninh Hương nha. Rồi siêu phẩm dùng 93 Thảo Lê. 94 dùng cho em luôn, tặng 99 ngàn. 94 99 ngàn. Lên liền cho em mã 94 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 94 99 ngàn dùng cho em, có con không? Mấy cái set như thế này nó dễ mang, cả nhà 55kg đổ lại là mình mang được nha. Tại vì hàng của nó là hàng phun. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái dùng cho em mã 95. Bưu điện à?
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 95 dùng cho em. Xin thư cho chị Đào Nguyễn. Còn lên liền cho em mã 95 dùng cho em tặng mấy chị 99 ngàn luôn. Cái bộ này lấy đi nha. Cái bộ này lấy mà mặc đi cả nhà, mặc hè đẹp lắm á. Áo sơ mi phông to luôn. Cái set này mang đẹp lắm á cả nhà. Set này mang phông siêu đẹp luôn. 95 lên giúp em 99 ngàn đi ạ. Cho thấm toàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 á. 96 này mấy chị, 96, 99 ngàn luôn. Ra liền cho em mã 96, u là trời. Đẹp quá mấy chị ơi, cái này mà nè. Bữa nay mà có like, có mấy chị ôm có để bán nữa. Đẹp quá trời luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 97 dùng cho em. 96 cho Thanh Vĩ Khô. Rồi lên liền cho em mã 97 dùng cho em 99 ngàn. Lên liền cho em mã 97, 99 ngàn. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. 97 dùng cho em. Mấy con này em không báo ký nha, 60kg mang vừa hết đó. Cả nhà phun rộng nữa. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em nè, 98 dùng cho em. Lên liền cho em mã 98, 99 ngàn luôn. Bộ hồng xinh xỉu luôn đó cả nhà ơi. Vì bao nhiêu cũng hết đó. 97 cho Dương Kim Loan. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 à. 98 màu hồng. Rồi lên liền cho em mã 99 dùng cho em. Lên liền cho em mã 99 nha. 99 nha mấy chị. Không có chị Thảo Lê ha. 99 em tặng mấy chị 49 ngàn. Con này về mấy chị mặc cho em với quần ngố nha. Mùa này mặc quần ngố là sướng rồi đó cả nhà, đẹp lắm ấy. Cái nào em? 99 là 49 ngàn. Rồi 100 dùng cho em. 99 cho Mỹ Hiền. Rồi lên liền cho em mã 100 dùng cho em. 100 nha mấy triệu nha. Chốt liền cho em mã 100. Chị bán cái đầm này chị phải nhớ đi thôi. Rồi lên liền cho em mã 100 dùng cho em 70 ngàn. Một trăm cho Quỳnh Gia. Rồi em có hai con áo rồi mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. À cái đơn đó hãy bị nhà em bị gục nhầm với lại cái đơn của chị khác đó chị. Thấy chị Nguyễn Mai Anh đơn tối thứ hai bên em gom mấy ngày nay, mai bên em mới đi đơn chị nha. Hôm thứ hai có đơn mà chưa phát. Là hôm thứ hai là ngày thứ hai đi đơn hay là tối thứ hai? Đơn tối thứ hai là nhà em chưa có đi đơn ấy. Nha, em đi em có việc ấy, nên là em nghỉ cả nhà, nên là em gom đơn cho mình tối thứ hai. Tối thứ hai tuần nay đó cả nhà, với lại hôm nay nha, ngày mai nhà em mới làm đơn đi nha mấy chị nha. Con này em tặng mấy chị luôn đi mấy chị ơi, 49 ngàn luôn nè. Mã số mấy? Mã 1 dùng cho em nè, có hai con thôi, chị nào chốt luôn hai cái về mang đi cả nhà. Ngày này đẹp lắm ấy. Đi dùng cho em mã, dùng cho em mã số 1 dùng cho em, 49 ngàn. Thanh Thảo 571 này. Lương chị để chị đó, để ngay chỗ đó nó ăn đưa bông này. Bà này là chùm vô là like nào? Chị like cái này đi, chị like cái số 1 hai con cho chị Nguyễn Phương. Rồi lên liền cho em 49 nha. Lên liền cho em mã số 3 dùng cho em. Mã số 3 đi cả nhà ơi, tặng mấy chị con này 89 nha. Lên liền cho em mã số 3 89 nha dùng cho em. Mã số 3 nha mấy chị nha. Áo gấu dùng cho em 89 nha. À lộn, mã số 2 chứ. Số 3 89 cho chị Tạ. Đẹp chưa mấy chị ơi, 99 ngàn mã số. Mã số 4 dùng cho em. Mã số 4 đi cả nhà ơi, 99 ngàn. Trời cái dung này đẹp lắm á cả nhà ơi. Dung rinh á. 99 ngàn, đem em mã số 4 luôn đi cả nhà. Số 5 dùng cho em, tặng mấy chị con này 70 ngàn nha. Con này hàng vơ sạp xịn luôn á. Đẹp lắm.
Tôi sạch xịn nó cả nhà. Hàng 300 mấy hay 400 mấy ngàn một con á. Đây nè. Hàng ôm sale cả nhà ơi. Nhưng mà cái này bị vô thôi tặng luôn mấy chị. Hả sao mấy? Bao nhiêu cái này cơ? Hả? Kim em mã số 5 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã. Dùng cho em mã số 6 nè. Số 6 này size S thôi nè cả nhà. Đấy. Rồi lên liền cho em. Số 6 dùng cho em. Số 6 này là size S nè cả nhà. Lên liền cho em mã số 6 size S dùng cho em. Số 6 size S nha. Tặng mấy chị xếp này 99 ngàn. Số 6 hãy nhận đơn size S thôi cả nhà. Số 6 size S 99 ngàn thôi. Lên liền cho em mã số 6 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 7 dùng cho em nè. Tặng mấy chị con này 69 ngàn. Rồi lên liền cho em mã số 7 69 ngàn. Đầm số 6 cho Quỳnh Giang. Đầm ba video dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Số 7 cho Đỗ Chi. Số 9 xoay mồ dùng cho em. Số 9 này em nhận đơn size M nha. Số 9 size M tặng mấy chị 99 nè. Lên liền cho em mã số 9 size M dùng cho em. 99 ngàn dùng cho em. Em chốt từ thứ 7. Đơn chốt từ thứ 7 là đơn đi rồi đó em. Là đơn thứ 2 là đi rồi đó em. Đợi nhận hàng thôi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 9 size M tặng mấy chị 99 nè. Số 99 cho chị Ruby Trần. Rồi con này size S thôi mấy chị ơi. Mã số 10 dùng cho em size S này. Tặng mấy chị 99 ngàn luôn. Con này hàng đắt đó cả nhà ơi. Hàng 4-500 ngàn ấy. Hàng 4-500 ngàn đó cả nhà ơi. Nghe mấy chị ơi. Em đang xả hàng bông có gì lấy nấy mấy chị ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 10 99 ngàn dùng cho em. Số 10 cho Thanh Vĩ Khương. Rồi lên liền cho em mã 11 dùng cho em nè. Rồi 11 89 ngàn luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em biết nó tặng kèm cái dây này là cái gì cả nhà ơi. Mà cái váy này cưng lắm nha. Dễ thương lắm cả nhà ơi. Xinh lắm. Cái này hàng của nhà TM nè. TM nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 11. Em tặng mấy chị 89 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 12 dùm cho em nè. 1189 cho Thủy Tiên. 12 70 ngàn nè cả nhà. Chân vải nè kèm cho mình này. Lên liền cho em mã 12 dùm cho em 70 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 13 size mồi dùm cho em. 13 size mồi nha. 13 size mồi. 12-70 nghìn cho Đặng Hà Thiên Trân. Rồi lên liền cho em mã 13 size M này cả nha. 13M nha, tặng mấy chị 80 ngàn. 13M 80 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Hôm nay bưu tá cũng kêu không có đơn. Ý là hàng nó chưa tới á. Nếu mà hàng nó chưa tới cả nha. Nhưng mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Size M dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 14 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 14 size M dùng cho em. Chị có 14. Mã 12 đó chị Nga Đặng ơi. Rồi lên liền cho em mã 14 size M dùng cho em. 14M 13-80 ngàn cho chị Hiền Vĩ. Rồi 14M em tặng mấy chị 99 ngàn. Hàng của NGN. Dung dung. 15 dùng cho em nè. 15 nha mấy chị nha. 15 tặng mấy chị 89 ngàn. 169 ngàn tặng 89 ngàn. Vải của nó mát lắm cả nhà ơi. Vải mát và đẹp lắm. Rồi lên liền cho em. Ok Kim Trọng nha. Rồi lên liền cho em mã 15 đi cả nhà ơi. 15 89 ngàn. 15 cho Quỳnh Như. Ôi ôi. Tiểu quá thôi nhưng mà 16 dùng cho em nè. 16 nha mấy chịu nha. 89 ngàn. Ôi, con này đẹp lắm á khách ơi. 16 nha. Chị lấy 16 khi 16 89 ngàn dùm cho. 16 89 ngàn. 16 này mấy chị. Nó chất của nó đẹp lắm nha. Nó co giãn như thế này nè. Mà cái vải của nó đã lắm. Mà nó thiệt luôn á. Cái phun của nó rất là đẹp nha.
có một con thôi, mã 10 mấy? 16 dùng kìa. 89. Rồi lên liền cho em mã 16, 89 cho xung 7 màu. 17, 17 này là áo nơi nha. Hãy tặng mấy chị 60 ngàn nha. 17, 60 ngàn áo nơi. Áo nơ nhưng mà hàng của nhà CN á, chứ không phải là hàng lên đâu cả nhà. Hàng CN này áo hay là nó là chịu yếu, nó là bộ á cả nhà. Bộ nó rất là đẹp nha. Áo áo nơ dùng cho em. Tặng mấy chị 60 ngàn mã 17. 17 cho Thủy Tạ. Rồi con này em nhận đơn size M nha. Hàng nhà TS dùng cho em. Rồi em tặng mấy chị con này luôn 89 ngàn. Riêng em mã 18, 89 ngàn size M. 18, 89 ngàn size M hàng nhà TS. 16 em thấy cho chị Thu ơi. Lên mã 18, 89 ngàn ạ. À. 18 là em nhận đơn size M nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10. 18 cho chị Kim Xuyến. 19 nhưng mà sẵn đơn size S thôi. Cái đầm cổ cẩm dùng cho em này. Tặng mấy chị 39 ngàn. 19, 39 ngàn size S thôi. 17 thấy tôi chị Trần luôn. 17 liền cho em mã 19 đi cả nhà. 30, 39 ngàn size S. Rồi cái này là dâm rinh, yếm rinh đó cả nhà. Yếm rinh nha, tặng mấy chị 89 ngàn. 20, 89 ngàn dùng chứ. 19, 39 cho Mỹ Hiền. Con này thì nó sẽ co giãn nè cả nhà. Co giãn nha, con này mới mặc cho em được size M đổ lại á. Mở đổ lại nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20, 89 ngàn đi. 20 cho Thâm Dung Lan. Rồi lên liền cho em mã 21. 20 ạ. À. 21 này em nhận đơn cho mình là size S thôi nha chị. 21 size S tặng mấy chị 99 ngàn. Set này đẹp lắm cả nhà. Set này rất là đẹp lắm nha. 21 dùng cho em. 99 ngàn size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 21, 99 ngàn size S. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 22 dùng cho em. 21 cho Quỳnh Gia. Rồi 22 này em nhận đơn size S luôn cả nhà ơi. Lên liền cho em mã 22 dùng cho em. 22 nó sẽ tặng kèm cho một cái váy nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 22 size S dùng cho em. 22S cho mấy chị nha. Tặng cho mấy chị cái con này luôn đi. 39 ngàn. 22 size S 39 ngàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 23. 23 này size M. Trời ơi con này đẹp chưa. 22 39 cho Hình Phượng. 23 dùng cho em. 99 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 23 99 ngàn. Rồi con này. Con này like 99 ngàn mấy chị. 220 này cả nhà. Cái này là hàng hồi Tết nha. Con này là hàng Tết đó. Hàng Tết đó cả nhà. 23 cho Xuân Phạm. 22 em thấy mấy chị. 23 con này em nhận đơn size M 24 size M dùm em. 99 ngàn. Con này hàng của gì bên đó. Hàng của Upline. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 20 24 dùng cho em. 24 này em nhận đơn size M nha. Hàng của Upline đó cả nhà. 99 ngàn có một con thôi. 24. Cho đổi dung. Rồi con này em có cho mình màu đen với em có cho mình màu đỏ nè. Con này xinh lắm cả nhà ơi. Nhớ em treo lên đây em bán hết luôn á cả nhà. Này, không like nha. Cái con đậm đỏ này đúng không? Treo lên trên ở đây không mà like hết đó cả nhà. Con đỏ là size S nha. Á lộn, con đỏ là size M, con đen là size S. Em tặng mấy chị 89 ngàn. Xinh lắm. Giống mẫu của Trang Ali á cả nhà. Mẫu của Trang Ali á nha mấy chị nha. Đây nè. Đen là size S nha, đỏ là size M nha. Tặng mấy chị 89 ngàn. Chị nào xem theo dõi em hoài là em biết á. Cả nhà cái con đen đỏ này em treo trên đỏ xung 7 màu. Hết luôn ạ, à, đen đỏ em thấy kìa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi siêu phẩm dùng cho em hàng nhà Min. Con này em nhận đơn cho mình là size S nha. Tặng mấy chị con này 89 ngàn luôn. Mã mấy rồi. Rồi cái này lên liền cho em mã
26 dùng cho em nè. 26 này em nhận đơn size S thôi. Em tặng mấy chị 89 nha. 26 nha. 26 này bên trong của nó sẽ có cho mình một con áo ngực nha. Em mới chịu nha, nó sẽ có dây và nó có tăng đơ cho mình luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 26. 26 89. 26 cho Trần Nguyễn Hy Trang. Còn mấy chị ở 27 nè. 27 này em nhận đơn cho mình là size M. 27 này em nhận đơn size M nha, tặng mấy chị 99 nè. 27 này đẹp. 27 này để ủi ly ra dùng cho em nha, ủi lại dùng cho Hải thì. Cái gì thấy không? Cái ly của nó đi. Cái con này nó làm hoa nổi á, con này em có phình á. Hàng 108 nè cả nhà, 108 đó cả nhà. 27. 27 này size M nha, tặng mấy chị 99 nè. Lên liền cho em mã 27 size M đi cả nhà. 27M nha, 99.000 dùm cho. Lên liền cho em mã 27 size M. Lên mã 27 size M 99.000 đi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. Đây con này là áo rồi đó. 2799 cho chị Đỗ Chi. Con này là áo rồi. Áo đúng không? Con này là áo nha mấy chị nha, đây nè. Phía sau lưng của nó sẽ hở lưng như thế này cho mình mấy chị nhìn dùm em thôi. 28 dùng cho em 39.000 đi. Em mã 2839 nè đi cả nhà. 28 áo của nó là chéo qua như này cho mình. 3 lên liền cho em mã 20 29. 2839 cho Trân Trân. Mấy chị ơi bán cái yếm mà bán sau ngày mai nhân viên bỏ bill biết là chị Hải bán lỗ cái yếm này mà cũng bị bom về này. Thấy không? Ngược đời lắm mấy bà ơi nha. Hàng người ta bán 250 ngàn cái yếm nha. Em bán bị nhầm giá cả nhà. Em bán bị nhầm giá lỗ cả nhà này. Đây nè. Đây mấy chị. Bây giờ tặng mấy chị luôn nha, 99 ngàn luôn. Size cho mấy chị nào mà 52-53 ký đổ lại nha. Lên liền cho em mã 29, 99 ngàn. Yếm quần dùng cho em. Bán hết rồi cả nhà ơi. Sau ngày mai bỏ bill mới nhớ là bán lỗ cả nhà. Mà bây giờ cũng bị bôn về một cái. Yếm quần đó cả nhà, đẹp lắm ấy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Size size này là size 120. Size 129 cho Lebina. Size 120 nha mấy chị nha, tặng 60.000 cho bé luôn. Cho bé nha, đồ bé. Ghi em mã 30 dùng cho em, 30 size 120. 30 nha mấy chị nha, mã 30 size 120 dùng cho em nè, 60.000. Rồi lên liền cho em mã 31. 31 này size M dùng cho em nè, quần hàng siêu cấp á cả nhà. 30 cho chị Thu Thảo Nguyễn. Em mấy chị nè, quần hàng siêu cấp nè cả nhà ơi. Em mã 31. 31 là hãy nhận đơn size M nha. 31 là hãy nhận đơn size M, hãy tặng mấy chị luôn 70.000 luôn. 31 size M dùm cho em. 31 M nha, 70.000. Hàng quần ginh siêu cấp đó, tại nhà hàng Bắc. Rồi lên liền chị Hình Phượng. Rồi 32, một con áo nam hàng siêu cấp luôn cả nhà ơi. 32 nha mấy chị nha. 32. 32 này là áo nam nha. Hãy coi size thì coi. Con này cũng là hàng siêu cấp luôn đó mấy chị. Hàng này đẹp lắm. Lên liền cho em mã 32 nè. 32 nha, tặng luôn 60.000 luôn. Size này cho nam nha mấy chị nha. Nam tầm khoảng 60 kg đổ lại á. 32 nha cho 60.000. 32 cho Son Mi Nhân. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho. 33 này hãy nhận đơn cho mình là size 101 nha. 40.000 luôn cho bé nhỏ luôn. Rồi lên liền cho em mã 33. Cái này bé gái bé trai đều mang được cả nhà. Cái sọt này mấy chị mùa hè mấy chị mang cho bé mặc. Áo ba lỗ cũng đẹp lắm á. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 33 dùng cho em 40.000. Rồi lên liền cho em mã 34 size L dùng cho em. Áo nam dùng cho em, hàng của Eric, hàng xịn đó cả nhà. Size L dùng cho em, 34 size L. 33-40.000 cho chị Long. Rồi 34 size L nha. Áo nam dùng cho em, tặng luôn 50.000 luôn. Ba mươi bốn áo nam nhìn chưa.
thanh nhung le. Ôi cái con này nó đẹp xuất sắc mấy chị ơi, mặt là mấy bà hổ quá trời luôn. Size M dùng cho em tặng mấy chị 99.000, 35 dùng cho em 99.000 size M. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 35. Em nhận đơn size M nha, 99.000 đẹp lắm cả nhà ơi, một cái tái này. Kèm cho mình size M nha, 99.000 con váy này xinh lắm cả nhà ơi. Cái tái không đi mua đã là 50-60.000 nữa. Nói lên cho Dung Nguyễn. Rồi con này em nhận đơn cho mình là size S này. Em tặng mấy chị con này 50.000 luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 36 size S 50.000. Trời. Mấy chị ơi 119.000 bây giờ bán 50.000 này chị đòi nổi không? Đây mấy chị 50 nha. Chị nào lấy chốt đi. À tính hết rồi. 36 50.000 cho chị Thùy Linh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 37 dùng cho em 37 một con áo khoác lưới nha mấy chị nha. Tặng mấy chị luôn 50.000 đi. Đó giờ là mua cái này là hợp lý. Hàng bốn mỗi mẫu có một con thôi mấy chị nha. Nha. Giờ mua cái này là hợp lý nè mấy bà. Chuẩn bị mình đi biển này kia mặc rồi mình khoác này các nhân tâm. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 37 đi cả nhà. 50.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. Có lại cho Long Ngô. 38 này em nhận đơn size M nè. Trời 38 này đẹp quá vậy. 38 99.000. Lên liền cho em mã 38 99.000 size M. Trời đẹp quá luôn á cả nhà ơi. Đẹp nha. 38M 99.000. Đi dùng cho em mã 38 size M dùng cho em. 38M đi cả nhà. Lên liền cho em mã 38M dùng cho em. Rồi em lên có hộp chip này, chị nào chưa chốt được chip thì chốt cho Hải nha. Chip dùng cho em nha mấy chị nha. Một hộp như là dùng. Một hộp như này là 8 cái nha mấy chị nha. Giá là 89.000. Chào lấy chốt liền cho em mã chip dùng cho em đi. Lên liền cho em mã chip nha mấy chị nha. Một hộp như này của em là 8 cái lận mấy chị, chứ không phải là 5 cái nha mấy chị nha. Tới 8 cái lận cả nhà. Nguyên một hộp như này nha, 8 cái dùng cho em. Giờ lấy chip ghi chip dùng cho em, giá là 89.000. Mua về mang đi cả nhà ơi, 50 triệu nha. Chất của nó đã lắm và nó không có bị lộ viền như này đâu nha mấy triệu nha. Cái viền của nó làm cho mình cái lớp này nè, 50 triệu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mà nó co giãn lắm, mang thích lắm cả nhà ơi, nó êm lắm nha. Chỉ có giá là 89.000 một hộp thôi, hộp tới 8 cái lần nha, chứ phải hộp 5 cái nha. Chip cho Thảo Lê. Cái này của nhà em là hộp tới 8 cái lần mấy chị. 8 cái nha mấy chị nha. Chị Thắm Tò. Chứ không phải là 5 cái đâu, nên là mấy chị mua được rồi là rẻ đó cả nhà, đẹp lắm á. Mà mang sướng nữa, quan trọng là mang sướng. Chiếc cho chị Nguyễn Hoàng Gia. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã cho chị Quỳnh My. Giá là 89.000 một hộp nha, 89.000 một hộp 8 cái. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã chip dùng cho em đi cả nhà. Chiếc cho chị Trần Lưu. Chị nào lấy thêm chip thì lên mã thêm chip mấy chị ha. Chip cho chị Thanh Mỹ Khu. Không hộp đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, chip dùng cho em nè. Chip cho chị Sơn Phạm. Mang hết lắm mấy bà ơi nha. Hải mà không bán thôi chứ Hải bán chip là nó thì chip cho chị Nguyên Phương hết luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mấy chị ơi, xin Trần Lưu Thắng Toàn Thảo Lê có chip rồi mấy chị ha. Chip cho chị Nguyên Di. Chip cho chị Đỗ Dung. Rồi chị nào lấy chip thì ghi dùng cho em mã. Chip cho chị Kim Xuyến. Mang sướng lắm cả nhà. Chip cho chị Yến Trần. Rồi lên liền cho em mã chip cho Trần Phương Liên. Một hộp như này tới 8 cái lần cả nhà. 8 cái lần nha. Chờ lấy chip. Chip cho chị Loan Ngô. Chip là mã 33 lúc nãy mấy chị ha. Rồi lên liền cho em lấy thêm chip, lên mã thêm chip ạ. Chip cho chị Yến Trần. Cái này là váy này hả em hay là váy nào em? Chip cho chị Son Mi Nhon. Rồi chị nào lấy chip ghi chip dùng cho em ha. Không cần. Rồi lên liền cho em mã Kim Phương Nguyễn Thị. 89.000 một hộp á chị. 89.000 một hộp 10 cái luôn nha, 10 cái. Alo, 8 cái em đúng nha. Chiếc cho chị Thủy Hình. Một hộp là 8 cái, em nhầm nha, chiếc hộp 8 cái. Chiếc cho chị Na Bi. Nè, có cái áo này đẹp nè, 69.000 chị nào lấy không nè. Áo 69.000. Chị Trần Lưu có chiếc rồi chị nha. Một hộp là 8 cái nha, em nhầm nha, quên lộn về mấy bà kia. Sao nó 10 cái mà 8 cái vô nhầm, 8 cái cả nha.
nha mấy chịu nha, 8 cái dùng chị cho chị tình lưu. 8 cái nha mấy chịu nha, 89 ngàn. Chị Ánh Trang muốn chọn hàng thì cập giúp em đi chị ơi. Chị này lấy nè cả nhà. Chiếc cho Xuân Vân, chiếc cho Giang Trúc. Áo 69 ngàn có một con thôi, áo vuông. Dương Phương nội dung có là thêm chiếc cho Khánh Toàn, chiếc cho Băng Băng. Trời ơi đẹp quá vậy. Chiếc vai xế cho chị Yến Võ, chiếc cho chị Yến Nhi. Lên liền cho em mặc áo kem 69 ngàn, áo phong 69 ngàn dùng cho em. Trời ơi, nó đẹp chưa. Chiếc là 89 ngàn một hộp với chị Yến Nhi ơi. Chiếc rồi lên liền cho em mặc áo dùng cho em. Rồi lên liền cho em mặc áo dùng cho em. Áo kem dùng cho em. Ôi dễ thương quá vậy. Áo số 9 cho chị Như Nguyễn. Cái này ghi em mặc áo kem đi cả nhà. Cái này ghi áo kem 69 ngàn cho không bị nhầm nha. Tại vì có mấy con thôi, có 3 con thôi. Ôi đẹp quá vậy. Này mấy chị. Chiếc 89 cho chị Yến Nhi. Trời cái áo nó xịn sò lắm luôn á cả nhà ơi, mà nó đẹp lắm nha. Hàng của nhà B2 dùng cho B2 nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã áo kem 69 ngàn. Chiếc cho chị Dương Kim Loan. Lên liền cho em mã áo kem 69 ngàn đi cả nhà. Áo kem 69 ngàn cho em Minh Châu. Rồi cái này lên liền cho em mã bộ lụa dùng cho em nè. Đen dùng cho em 89 ngàn. Thôi nó đã đập vào mắt em rồi cả nhà ơi, đẹp chị nào lấy áo kem này mà áo kem cho khỏi nhầm mấy chị ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã lụa đen Quỳnh dùng cho em. Là lấy áo kem hay là áo tức trời ơi chị? Cái bộ nè màu đen mà nó đẹp đi mấy chị ơi, lụa xước nha. Lụa xước nha mấy chị nha, 89 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lụa 89 ngàn. Lụa 89 cho Thắng Toàn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi cứ dùng cho em mã dùng cho em nè. Cứ dùng cho em mã 69 cho chị Quỳnh My. Mã 1 dùng cho em 89 ngàn luôn. Trời đẹp quá nè. Dior này cả nhà. Lùa xước hết nha. Ok chị Yến Nhi nha. Lùa xước hết nha mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã dùng cho em nè. Lùa. Mã số mấy luôn rồi. Chị đọc mã mấy luôn rồi. Đây cả nhà. Dior dùng cho em. Dior nha mới chịu nha. Hàng ánh trầm. Hàng ánh trầm. Rồi lên liền cho chị Ánh Trần. Rồi lên liền cho em mã số 1 dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Dior nha mấy chịu nha. Sang quá trời sang nha. Lụa Dior là mã số 1 đấy mấy chị. Đây mã số 1. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 2 dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Mã số 2 dùng cho em nha. Số 1 cho Ruby Trần. Xỉu thôi đó cả nhà ơi. Mã số 2 dùng cho em 89 ngàn dùng cho em. Ủa cái này lụa xước nha mấy chị nha. Đây nè. Ủa đẹp quá. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 2 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 2 chị dùng Nguyên, cho em. Chị Nguyên Thái muốn chọn thì cầm giúp em đi chị ơi. Số 2 Ruby Trần. Số 2 rồi lên liền cho em mã số 3 dùng cho em nè. Đẹp chưa mấy chị ơi, lụa xước không luôn đó. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 3 dùng cho em. Số 2 cho Trinh Trinh. Số 2 cho Giang Trúc. Lên mấy con thôi để em tắt like nha mấy chị. Số 3 cho chị Quỳnh My. Em hẹn mấy chị chua em lên cho mấy chị tiếp. Hẹn em like 3k để ngày mai em đi đơn cho mấy chị nha. Mấy chị hết nào trưa nay lên túi. Số 3 là 89 ngàn mà hết rồi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 4 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã số 4 dùng cho em nè. À Thiên ơi ý là đây nè, cái mã gì? Mã LV hả? Chị nào lấy số 3 lên mã số 3 còn 2 bộ á. Lên liền cho em mã số 4 dùng cho em. Đợi chị chiếu qua chị like cái mã cái em chốt luôn hè. Số 4 rồi cho Trinh Trinh. Lên liền cho em mã số 4 dùng cho em nè. Cho em mã số 4. Số 4 cho Quỳnh Gia.
Cái bóng cho Giang cấp hết cái bóng ạ. Rồi lên liền cho em mã số 5. Cái bộ này, cái lụa nó đẹp ghê luôn á. Nó dài mà nó nặng tay lắm. Cái này mấy chị giặt hết, nó không bao giờ bị xước luôn á cả nhà. Thiệt á. Số 3 cho chị Xuân Vân. Vậy mấy chị cầm hàng lên đi. Em like 89 ngàn nha, bao giá luôn á. Các bạn lấy sỉ 120-130 đó nha. Lấy sỉ 120-130 lụa xước đó, chứ không phải là lụa thường đâu nha. Nói trước là hãy đang like là lụa xước. Lùa xước hàng nhà Sam nha. Lùa xước hàng nhà Sam á. Chị nào lấy chút em mã số 5. Số 5 Quỳnh My. Đây này tiên chốt cho dùm chị với em. Đây đúng rồi, em lấy cái bộ này đúng không? Mã số 6 này. Kim em mã số 6. Ê xinh quá vậy. Ủa là đâu phải đâu. Này chưa lên mà. Mẫu mới đó cả nhà. Ê đẹp quá vậy. Số 6 đi mấy chị. Số 6 Minh Châu. Đây số 6 Thánh Toàn. Tuy em mã số 6 dùm đi. Cái này là chưa có lên đâu cả nhà. Mẫu mới đó. Lên liền cho em mã số 6. Số 6 Anh Trần. Lên liền cho em mã số 6 dùm đi. Số 6 Quỳnh Giang. Lên liền cho em mã số 6. Số 6 Thanh Mỹ Phu. 89 ngàn. Số 7 hãy có một bộ này. Các bạn hãy có một bộ thôi. Phong to lắm cả nhà ơi. Phong to, phong rộng ấy. Số 6 cho chị Hạnh Phạm. Rồi lên liền cho em mã. Số 6 cho chị Thám. Mã số 7 dùng cho em. Số 7 này hãy có một con thôi. Số 6 cho Lương Thị Kiều Trinh. Số 7 này có một con thôi cả nhà. Thanh Vĩ Khu có số 6 rồi chị nha. Wow. Rồi lên liền cho em mã. Dùng cho em mã số. Mã số 8. Mấy chị ơi sao. Số 7 cho Quỳnh Giang. Sam tan đen, hãy chưa bỏ đi, em chốt đi. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã số 8. Mã số 8 thì dễ thương chưa? Thì không ấy. Xin úp hình nha mấy chị nha. Em không quay úp hình mà em không có thời gian, chắc em chưa úp được tất cả nhà. Xin úp cho mấy chị nha, em xuống like lại úp liền cho mấy chị thôi. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã số. Mã số 8 dùng cho em. Trời ơi, cưng quá trời luôn á, màu nó đẹp mấy chị ơi. Lùi xước này mấy chị này nha. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã số 8 dùm cho em. Số 8 Quỳnh Giang. Lên liền cho em mã số 8 đi cả nhà. Chốt em mã số 8. Mã số 8 đi mấy chị, em có 2 3 bộ thôi mấy chị ơi. Lên liền cho em mã số 8 dùm cho em, có 89 ngàn một bộ thôi mà xinh lắm luôn á mấy bạn. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã số 9 dùm cho em. Đó. Lên liền cho em mã số 9 dùm cho em 89 ngàn. Lên liền cho em mã số mà số 9 dùng cho em. Cái này mà đi tìm mấy cái bộ này giá 89 ngàn nha. Anh là thật luôn, không ai có đâu cả nhà nha. Mà trong khi đó là lùi xước nữa. Lùi xước nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã, dùng cho em. Chắc lụa của nó dài dặn hơn đó cả nhà. Nha mấy chị nha, dài đẹp lắm. Không phải là lụa mỏng đâu nha. Lên liền cho em mã số 9 dùng cho em. Chúc em mã số 9. Này nó qua lẻ đó nha mấy bà ơi. Số 9 cho Quỳnh Giang. Rồi lên liền cho em mã số 10 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 10 đó, xin chưa? Mà nó có một bộ thôi nè. Thì biết gì cầm lên đi. Nó đã lắm luôn á, thích lắm cả nhà. Có một bộ thôi, lên liền cho em mã, dùng cho em mã số 10 dùm chứ. Lên liền cho em mã số 10 nha, một bộ duy nhất này cả nhà. 10 cho Như Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 10. 11. 11 là khủng long nè. Lên liền cho em mã 11. 11 là khủng long nha. Lên liền cho em mã 11 dùng cho em. Lên liền cho em mã 11. Rồi lên liền cho em mã 12 nè. 12 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 12 nè cả nhà. 12 nha mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã 12. 11 Quỳnh Giang. Rồi lên liền cho em mã 12 dùm cho em. 12 nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mã 12 11. 11 còn một bộ cho chị Quỳnh My. Rồi em phải lên cái nốt cái hôm nay. 289 cho Thánh Toàn. Rồi.
Rồi lên liền cho em mã 13 dùm cho em. 12 cho chị Thanh Dung Lê. 13 dùm cho em 89.000. Nghe cho chị Thùy Lâm. Mấy chị ơi, nhìn dùm em nè. Mà nó đẹp, ôi là đẹp luôn ấy. Mã 13 dùm cho 89.000 một bộ chị Thảo Vân Nguyễn ơi. 60kg đổ lại mang vừa to rộng cho mình nha. Ôi ơi, xin chưa mấy chị ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 dùng cho em 13 nha. Lên liền cho em mã 13 dùng cho em. Áo phải mặc không biết còn không không cả nhà. Ôi để hãy coi nha. Rồi lên liền cho em mã 13 dùng cho em. 1389 cho chị Tiên. 13 cho chị Linh Kim. Lên liền cho em mã 13. 13 cho chị Yến Nhi. 13 cho chị Trâm Nguyễn. 13 cho chị Kim Trọng hết mã 13. Hết mã 13 mấy chị nha. Còn lên nốt cái mã này thôi, xuống rồi mấy chị ưu nha, hàng mấy chị chua nha. Mấy chị ở chưa nay lên áo quần hay túi túi mà có túi mà không biết phải lên. 14 à. 14 luôn chứ. Nhưng mà nó đẹp ghê đi trời. Trời mở ra không muốn tắt lại. Quần lụa này về la để dành từ từ cả nhà ơi cho nên. Trời ơi sao mà nó xinh thế mà quần của nhà em mấy chị nhìn. Em bán quần là phôm to nha. Chứ em có bán là phôm bé tẹo đâu hay là hàng phôm nhỏ đâu cả nhà ơi. Mà mấy chị nhìn chất lụa của nhà em đi. Không có, được chị Trần Nguyễn Hay Trang bên hết rồi chị ơi. Nha. Kim em mã dùng cho em mã 14 dùng cho em. Cho chị Quỳnh Gia. Có 14 cho chị Thắng Toàn. 14 cho chị Anh Thư Nguyễn. Còn 15 dùng chị. 14 còn một con cho chị Như Nguyễn. Còn 15 nhưng mấy chị ạ nha. Nó 15 bỏ xuống nha. Hẹn mấy chị hẹn mấy chị 1:30 nha mấy chị ạ nha. 1:30 hãy like cho mấy chị. Mấy chị ơn lên túi là lên áo quần cả nhà. Có túi đó cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 dùng cho em. 15 dùng cho em nha. 15 màu kem. Lên liền cho em mã 15. 89.000 dùng cho em. Chị nhận bộ lụa nhà em 89.000 đi. Em bán cho mình hàng sam. Hàng sam nha mấy chị ơi nha. Lụa xước dùng cho em vải rất là dài luôn. Nó không với lại lụa xước mà lụa mỏng nha mấy chị ơi nha. Cầm cái lụa này đi. Lụa này nó dài hơn bơm trước luôn nha. Dài hơn cái lụa lụa xước bơm trước. Mà chỉ có giá là 89.000 thôi, đẹp lắm. 15 anh Thư Nguyễn. Lên liền cho em mã 15 đi cả nhà. 15 cho chị Trúc Linh. Đây cái này em có một bộ nè cả nhà, mã 16 này cả nhà. Có bộ đâu chị nào bóc nốt luôn đi cả nhà. Nó có một bộ duy nhất nè cả nhà ơi, hết rồi. Em mã dùng cho em mã 16. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 liền cho em 16 nha mấy chị nha. 16 em có một con nè cả nhà. Chị nào lấy luôn cho hả chứ. Bộ này đẹp rồi. Cái lụa nó 16 em còn một con chị nào lấy luôn chú em mấy chị ơi. Hàng lụa xước mấy chị ha. Lụa xước á chứ không phải là lụa thường đâu nha. Lụa xước của em đó đó. Lên liền cho em mã đi. Mã 16 đi cả nhà. Rồi hẹn mấy chị chua nha mấy chị nha. Chua hãy sẽ lên cho mình. Chị hãy đăng cái lụa xước cho mấy chị nha. Rồi tắt like nha, cảm ơn mấy chị nhiều nha. Bye bye mấy chị nha.